về phụ thì mình lúc nào mình thích nghỉ là mình nghỉ. Thôi thôi, làm em nói. Em có thật xấu gì không? Dễ nóng lắm. Em nóng mà em đụng gì là em phang đó đó. Trời ơi, ôi, trời ơi. Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Tông sật tông rồi ha. Quá dữ. Chào bạn. Lần đầu tiên em xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Cát Tường và quý ban giám khảo. Quý vị khán giả. Giám khảo gì đây? Có bạn giám khảo bên kia kìa. Bạn làm nghề gì, đến từ đâu? Em tên là Nguyễn Cao Chính. Năm nay em 26 tuổi và hiện giờ em đang sinh sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Công việc giờ của em hiện giờ đang là bán cơm. Công việc làm gì em? Bán cơm sườn chị ơi. Oh. Bán cơm sườn, bạn bán hay là bạn nướng sườn hay là bạn làm nước mắm sườn? Em kiếm hết đầy đủ luôn ạ. Làm đủ hết? Vâng. Chủ quán luôn? Vâng. Bữa nào ghé ăn ha. Chủ quán bán cơm sườn xin kính chào bạn bên kia. Rồi. Tới phiên mình nè. Em xin kính chào hai anh chị MC. Xin chào bạn ở phía bên kia bức rèm. Em tên là Nguyễn Thị Kim Chi. Năm nay em 26 tuổi. Em đang là giáo viên của trường trung học phổ thông Gia Định, quận Bình Thạnh. Quê em ở Bình Thuận. Có hay ăn cơm sườn không? Thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng. Có thích nấu ăn không? Có biết nội trợ không? Dạ biết. Em sẽ làm được cái khâu nào trong cái quán bán cơm sườn? Dạ, khâu bán cơm sườn em làm được khâu tính tiền. Bạn nam thấy sao? Bạn nữ bên đấy thì biết chi trả mọi thứ và cũng biết cho em tiền uống cà phê với bạn bè thì ok được. Thôi bây giờ bạn nam kể nghe công việc bán cơm sườn coi. Em phải dậy từ lúc 4 giờ sáng. Rồi em bắt đầu dọn hàng ra, chất cái bếp than của em lên. Thì trong khoảng thời gian 4 giờ cho tới 5 giờ em vừa dọn hàng và cũng phải vừa nướng được thịt rồi. Không ai phụ hả em? Mình không có mình em làm hả chị? Thì rồi em chạy bàn luôn, em rửa chén luôn, rửa dĩa luôn hả? Vâng, thì em bán xong thì em dọn hàng rồi em rửa. Rửa xong là tới giờ trưa rồi. Tới trưa thì xong bắt đầu em ăn cơm, em ngủ nghỉ, tới chiều lại phải đi ra ngoài chợ lấy thịt mà mối của em á, xong về rửa đi, xong mình để cho nó ráo nước, ướp xong lại để trong tủ lạnh, xong rồi làm mấy cái lặt vặt rồi nhiều lắm. Ủa em bán cơm sườn được bao lâu rồi? Trước đây á thì em đang đi làm, em đi làm bên công ty mỹ phẩm chị. Sao làm toàn chuyện phụ nữ không người ta? Ủa mà đi làm mỹ phẩm là rồi sao công việc sao thì, mà đi nghỉ? Em luôn có một chí hướng là mình không thể là suốt đời đi làm công ăn lương cho người khác được. Chính xác. Ủa nếu mà quen bạn gái ở thành phố gì bao lâu mình thăm bạn gái một lần vậy bạn? Ngày nào cũng lên được hết á. Ủa lên vậy là tiệm cơm sườn ai coi? Mình đã làm chủ thì mình phải quản lý được thời gian. Còn bây giờ mình đi làm công ăn lương thì thời gian mình mới phải phụ thuộc thôi chị. Chủ mà đâu có người phụ nào đâu làm chủ. Thì mình là chủ, mình không có người phụ thì mình lúc nào mình thích nghỉ là mình nghỉ. Trời ơi có trách nhiệm ghê. Có vụ làm ăn đó. Bây giờ bạn nữ bên kia muốn tìm cho mình một người nam như thế nào? Đầu tiên đối với em là bạn đó chấp nhận theo đạo Công giáo của em. Cái này căng. Em là đạo gốc rồi anh. Rồi vậy đi. Ổn rồi. Dạ, cái thứ hai á là không có được gia trưởng, không có bắt em phải làm này em làm kia, em không thích vậy. Em yên tâm đi, nếu mà thật sự mà mình mà tiến tới được á, 10 người thì hết 11 người nói anh là sợ vợ. Tốt. Trời ơi trời. Em thì em thích mang giày cao gót, cho nên bạn đó là phải cao hơn em để em được mang giày cao gót. Em 1m6 thì bạn đó phải cao cỡ chừng 1m7. Rồi dạ. Chuẩn. Chuẩn. Đúng hả? Trời ơi sao làm tôi đau tim quá vậy? Em thích đi chơi nhiều lắm. Em thích đi phượt, em thích đi gặp gỡ bạn bè. Đừng có ngăn cản không cho em đi. Ủa đi dắt bạn trai đi theo không hay đi mình? Nếu mà hợp với nhóm bạn em thì bao nhiêu em cũng cho đi hết á. Còn không hợp bỏ nó nhà đúng không? Dạ đúng rồi, đi không hợp là không vui. Đó, em ơi, tại vì được không? Em hòa đồng lắm, nói chung là ai dễ tiếp xúc á, em đều nói chuyện được hết. Yên tâm đi, bạn gái giờ chưa có bạn trai mới nói vậy, mới thích đi với bạn bè nhiều chứ phụ nữ đâu biết mà. Trời ơi, có bạn trai rồi đi đâu muốn ăn bạn trai chung theo chơi. Đi chơi chung mình nướng sườn ăn, trời ơi gì đâu. Thay vì mình đi chơi là mình đóng cửa thất thu, bây giờ mình đi theo mình làm vui lòng bạn gái đuổi mình về bán cơm. Đâu về là ra, lúc đó không được về. Ủa chứ làm gì? Lê lết mà đi đằng sau đít đi theo. Lê lết. Nhưng cái lúc mà sơ hở như vậy mà đang giận nhau mà đi về là thằng khác nó tới. Đúng rồi. Ồ, được. Chết không phải đu bô. Phải đi theo sau đít luôn. Được, ngưỡng mộ. Bản lĩnh á, tôi là người đàn ông sợ vợ. Mình nói sợ vợ chứ không phải là thật ra là mình thương vợ. Đúng rồi. Tôn trọng vợ thôi. Anh với em cùng ý kiến nha. Được, rất có ý chí. Em thích người bạn gái như thế nào? Em thích màu trắng. Tức là em thích bạn gái em cũng phải da trắng trắng. Chứ em không thích da đen đâu. Hay da nâu. Coi lại đi nha. Hơi đen.
Rồi gì nữa đó, cỡ anh Linh vậy đó. Thì em thích bạn là gái em là một người có học giỏi. Có học mới đi dạy được đó em. Rồi gì nữa? Hiền. Mẹ em là một người gọi là hiền lắm, coi cái gì cũng là con theo ý kiến con cái trước đã. Đã ở với mẹ hả? Vâng. Ủa vậy có làm dâu không? Mẹ em thì không muốn làm dâu, mẹ kêu đi ở xa đi. Ở gần mệt lắm. Nhưng mà hai đứa phải cố gắng kiếm tiền mới ở xa được chứ. Giờ không có tiền đi ở đâu. Ủa bán cơm bữa giờ chưa để dành được đồng nào hả? Em mới bán đây thôi được có 3 tháng. Đắt không? Không đắt gì hả? Đắt là đắt khách đó. À, trời ơi. Thì em mới mở mà sao đắt khách được? Điểm nào không thích ở người phụ nữ? Lười, không có thích làm việc nhà. Nếu mà đã ở riêng thì hai người phải chia sẻ việc nhà. Đương nhiên rồi. Thì không nhất thiết phải biết nấu ăn đâu, tại vì em nấu ăn được rồi. Vậy phụ nữ làm gì? Bình thường thôi. Chỉ ăn thôi được rồi. À, ăn với đếm tiền thôi. Em dễ chịu lắm, không có gì hết. Rồi vậy đi. Nghe tao hấp dẫn quá vậy, nghe không? Em thích trắng đúng không? Về tắm trắng mấy hồi. Trời ơi, trắng tươi. Em không thích gì ở người bạn nam nhất nè? Ở giờ nhìn cái người lúc nào cũng bày hầy á. Không, người bên đây không có bày hầy. Người đây bày ngày đó không á. Chạc lắm, không sao chứ. Gia trưởng. Không có gia trưởng, sợ vợ. Hay cằn nhằn á chứ không phải là. Bên đây chắc cũng hơi cằn nhằn chứ mà. Dạ. Biết cách nói chuyện với mọi người. Biết cách rồi, xong dạ. Bên đây có. Không có ích kỷ nhỏ mọn. Bên đây không có mỏ nhọn, ý nhỏ mọn. Em không thích là người con trai là biết nấu ăn. Tại vì em con gái em thích nấu ăn chứ em không thích để cho con trai vô bếp. Biết hưởng thức món ăn. Được rồi, dạ. Vậy ổn rồi. Em có tật xấu gì không? Dễ nóng lắm. Em nóng mà em đụng gì là em phan đó đó. Trời ơi, trời ơi, cái tướng này mà phan thì sẽ chết rồi. À, cái gì mà không giữ ý em, nếu mà em phản ứng liền thì có nghĩa là em đang tôn trọng cái người đó. Còn nếu mà nói cái gì mà không vừa ý em mà em tức mà em im lặng em bỏ đi, có nghĩa là người đó đối với em không có là cái gì hết giá trị. Dạ đúng rồi. Thôi, đó giờ có khi nào em đánh người yêu em lần nào chưa? Dạ chưa. Chửi chưa? Dạ chưa. Phan cái gì chưa? Dạ rồi. Cái phan mới ghê đó. Cái đấy em cũng sợ ấy. Gặp cái gì phan cái đó cũng căng lắm. Bạn nam có đi với mẹ đúng không? Dạ. Dạ chào cô. Em đây là mẹ của em Chính. Thì nãy giờ cô ngồi nghe bé gái này nói chuyện, cô có ngại gì không cô? Không, đấy là em cũng thích là cái tính thẳng thắn như vậy. Dạ. Tính của mình làm sao thì mình cứ nói thật, nói thẳng ra để cho đối tượng bên mình biết là mình như vậy có thể chấp nhận được hay không. Thì mình chấp nhận được thì mình tiến thôi, tới ha? Em theo ý kiến của con trai mình. Yeah. Theo em thì em cũng không thích tính phụ nữ mà nóng nảy quá như vậy. Có thể mình nóng nhưng mà mình phải biết lúc nào mình cần nóng, nhưng mình không nên phang đồ như vậy. Tại vì đồ như vậy là do ai sắm ra? Do hai vợ chồng làm ra tiền sắm ra. Mà mình cứ phang như vậy rồi mình lại phải đi sắm lại. Nếu cái gì mình đã không bằng lòng với nhau thì mình nên ngồi để cùng nhau hòa giải, cùng nhau nói chuyện. Không sao hết, vấn đề này là mình mua đồ trong nhà, đồ ngủ hết. Giải quyết rất là êm đẹp. Cá tính mạnh thôi chứ thật sự nói chứ tiền mình sắm ra mà đôi khi cũng nóng. Nhiều khi muốn giục nhưng mà lửa, phải lửa có, lúc đó phải lửa. Cô đó cá tính bằng lệnh đấy. Thôi, cảm ơn cô. Cá tính vừa thôi. Tại vì cái đồ em làm cơm ấy toàn rau không. Nóng nóng cầm rau một phát một thì thôi xong luôn. Thế bạn nữ đâu, hôm nay mình có đi với ai không? Nói thôi chứ khi về tiếc tiền với phụ nữ mà. Bạn nữ có đi với người thân nào không? Dạ hôm nay có hai dì của em với lại có bạn em thêm. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào mấy khán giả xem đài. Với Chi ở nhà thì Chi rất là giỏi, Chi ngoan lắm. Các cô, các đồng nghiệp ai cũng thương. Tính nóng thì em chưa thấy bao giờ. Tại vì Chi nói là nói xa vậy thôi. Chứ em thật sự là chưa thấy Chi nóng như vậy. Vì thấy bạn bên đây thì cũng được, cũng đẹp trai, cũng hiền lành. Dạ, Lanh, quyết định là do ở con. Dạ, cảm ơn chị. Cuối cùng thì quyết định vẫn là quyết định vẫn là do hai trẻ ha. Rồi, bình tĩnh nha. Nào, kéo màn lên. Bạn trai bên đây rất giỏi nha. Nào, hai bạn gặp nhau đi. Xin chào bạn. Mình lên đây có món quà. Giờ gặp nhau rồi bạn thấy mình như thế nào? Nói chung là nhìn thấy anh cao, em cũng thích người cao nhưng mà ấm quá. Từ từ đi về nuôi thì nó mập ra. Em nãy em nói là không có gia trưởng nhưng mà giờ ở trên đây thì nói không chưa quen thì anh nói là anh không có gia trưởng anh này kia nhưng mà không, thật sự là không gia trưởng thật. Chắc không gia trưởng. Còn đi chơi nếu mà mình quen thì người yêu mình đi chơi với bạn bè nhưng mà không cho đi riêng. Tức là chẳng hạn như ở đi riêng với một người con trai này bảo hôm nay em đi với bạn này ở trong đồng nghiệp với em là con trai rồi bạn ấy tới chở ai sao chấp nhận được. Nhưng mà bảo em đi theo nhóm, rồi em đi xe em, rồi con bé kia chở em. Ok. Anh nói chuyện anh nhìn em được không? Chứ anh đừng có nhìn ở phía bên kia. Không phải đâu, nhìn Chứ nhìn em đau sợ nhìn lắm. Anh mà anh
Người phụ nữ hơi bị cá tính, đôi khi đàn ông nhút nhát chút xíu. Anh mà nói chuyện với cô nào mà cá tính anh cũng không dám nhìn thẳng nữa. Ừ, đúng không em? Đúng rồi, em mà nhìn thấy ai mà ý kiến đó. Đôi khi ta cũng mắc cỡ, đàn ông cũng phải e thẹn chứ bộ. Con gái mà em rất là sợ con gái cứ nhìn mình á. Mỗi người thuyết phục một câu nào đó thật tình cảm để đối phương mình cảm nhận thế nào. Thì sau khi nghe bạn nữ nói thì em thấy cũng hơi hoang mang một tí, là nóng tính quá. Tính em cũng nóng lắm. Nhưng mà được cái là em rất biết nhịn. Mình nói là mình nói một phần như vậy thôi. Còn tự quen nhau thì sẽ tự biết rằng là hai người nhịn nhau được hay không, hai người hiểu nhau được hay không. Nãy giờ nghe nói cũng hoang mang quá. Bạn nam thì hoang mang với bạn được chứ bạn đâu có gì hoang mang. Một bạn trai quá tốt mà. Bạn trai thế này là ok đấy. Cảm xúc là phải tự nguyện, không nên ép buộc. Có gì nữa thì... 1 2 Hãy lắng nghe trái tim mình đang nói gì. 3 Hết thời gian. Chúc mừng các bạn nha. Đây là những chiếc ghế phép bé xem phim. Chúc các bạn sẽ có thời gian tìm hiểu kỹ hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ. Đây, quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói tại Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng trên các hệ thống áo cưới Island, trị giá là 15 triệu đồng nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Chúc mừng các bạn nha. Nào, hai đứa bạn gái đi xem phim. Điểm yếu của mình là gì? Là rất là sợ con trai. Thấy con trai tới tấn công là sợ. Em thương thật lòng mà. Em yêu người ta hết lòng luôn mà, người ta yêu em hết bột. Còn mong rằng hai bạn sẽ bổ sung với nhau để chúng ta tiến tới những điều xa hơn nữa. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi thứ hai, xem họ có cá tính như cặp đôi đầu tiên hay không. Hả Mạc, mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Phương Thanh, năm nay 30. Hiện đang làm freelance về thiết kế và làm bartender. Quê ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Em tên là Điệp, 27 tuổi. Công việc của em thì em chạy xe được 7 chỗ chị. Bạn quê ở đâu? Dạ đây luôn. Ở thành phố Hồ Chí Minh từ nhỏ đến lớn luôn. Dạ, dạ. Nhưng mà bên đó 27 tuổi, bên đây 30, cách nhau 3 tuổi có vấn đề gì không? Dạ nói chung thì tuổi tác em không quan trọng nữa chị ơi. Em quan trọng là tính cách thôi à. Nếu phù hợp với nhau là được đó chị. Tính cách sao là phù hợp? Dạ nói chung thì vui vẻ, hòa đồng là được. Cái này dễ rồi. Dạ. Còn gì mà đặc biệt nữa không? Dạ nói chung thì biết quan tâm chia sẻ là được. Biết lo lắng cho gia đình là được. Cũng đơn giản quá này, dạ. Phụ nữ là phải quan tâm chia sẻ rồi. Còn cái gì đặc biệt nữa không? Em thì dễ lắm sao? Sao cũng được chứ. Cái gì cũng dễ hết vậy. Rồi để bạn nữ giới thiệu một chút, ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em thì cũng là vui vẻ, hòa đồng, thân thiện với mọi người. Điểm yếu của mình là gì? Là rất là sợ con trai. Ủa sao vậy? Sao sợ con trai? Không biết, thấy con trai tới tấn công là sợ. Bây giờ hết sợ chưa? Hết rồi. Mình có mối tình nào chưa? Dạ thì cũng có quen một mối tình, cũng được 5 năm. Quen 5 năm mà sao chia tay vậy bạn? Do em lo về sự nghiệp nhiều hơn, cũng vì lý do đó mà chia tay. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Em thì có 2 mối tình rồi. Nói chung cái 2 mối tình em cũng sâu đậm lắm. Nhưng mà em biết sao em quen xong người ta chia tay em rồi. Không lý do gì trơn hả? Không. Kì vậy? Tự nhiên bỏ trốn mất hả? Dạ nói chung đơn giản thì em quen tìm hiểu xong đó rồi em đề cập tới cái chuyện mà cứ xin cái người ta né cái họ ta đi luôn rồi. Bây giờ chị hỏi nè, ngại đó. Em có cái tật xấu hay cái gì không mà ta chia tay không lời giải thích vậy? Không nói chung em tốt chị ơi. Em quen bạn gái em chiều chuộng tốt lắm, em biết sao nữa. Có mặn nồng gì lắm chưa? Em thương thật lòng mà. Em yêu người ta hết lòng luôn mà, người ta yêu em hết hồn luôn. Tính giờ em... Xui quá. Vậy ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Hơi... không biết ăn thôi chị ơi. Chứ ngoài ra cái gì em cũng được lắm. Được đâu, kể một thứ vài thứ được coi. Nhiều quá em vậy không biết. Ví dụ đi, kể một vài thứ nào được cơ. Thì nói chung thì em dẫn bạn gái đi ăn uống giờ em qua ăn nhà chơi. Ăn uống bình thường, không ăn ăn, không lẽ để ta đói. Dạ em dẫn bạn gái đi shopping, đi mua sắm này nọ. Có không? Đâu dạ. Nói chung em sẽ làm sao để tạo cho bạn gái được niềm vui. Có bao giờ tạo sự lãng mạn cho bạn gái chưa? Dạ cũng có chứ mà cũng ít, không lãng mạn nhiều lắm. Không, đó, nhiều khi không lãng mạn. Lần nào lãng mạn nhất với bạn gái? Như ngày tình nhân nè. Làm gì? Dạ nói chung thì em mua hoa tới, giờ dẫn đi ăn đi uống. Mua hoa gì?
Dạ không. Mua mấy bông? 99 bông. Trời. Dạ. 99 bông luôn hả? Dạ. Đi uống rượu không? Dạ chờ chị. Đi uống rượu không? Em tài xế thì em không uống cái đó chị. Ủa nghe cái giọng khác với cái người quá ha. Hồi nãy giờ em hình dung nghe cái tiếng ngữ là một cái người nó hơi nhỏ gọn đấy. Được. Phong độ lắm à. Phong độ. Dạ. Thì em thích cái người phụ nữ như thế nào? Ngoại hình dễ nhìn được xíu là được. Ừ. Có... em chuẩn có gì trơn á, em cần chứ. Chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Dạ có chị. Có được cái gì rồi? Dạ nói chung thì cái đó thì phải có chị, chuẩn bị hết trơn rồi chị. Nói chung giờ chỉ thiếu cô dâu thôi. Em chuẩn bị hay là mẹ em chuẩn bị? Dạ mẹ chuẩn bị. Nói chung ra trong đó cũng có phần của em nữa. Hai mẹ con đều chuẩn bị hết rồi. Bữa nay đi mẹ có dặn gì không? Thì nói chung thì mẹ dặn lên nói chuyện sao cho phụ nữ tin tưởng là được. Ủa chứ bình thường phụ nữ không có tin em à? Không là có vậy. Em không biết sao em quen hai cô rồi sao em hiểu. Em quen thì em chăm sóc kỹ lắm, em cũng lo lắng lắm mà sao. Ông đôi lúc kỹ lắm người ta cũng cảm thấy nó bình thường. Em cà giật cho chị. Phụ nữ thích cà giật, đàn ông cà giật vậy đó. Sao được không? Được lắm nha. Coi bên đàn gái thế nào nha. Rất là ổn á. Chào em. Chào anh. Bên đó nói em cảm thấy anh nói như thế nào? Nghe giọng thì em nghĩ chắc là người hơi nhỏ. Anh nắm ba người như em còn được đó. Tài xế gì là đào hoa lắm đó. Đào hoa hả? Đi trên đường gặp biết bao nhiêu người khách. Rồi sao gặp khách là sao? Em đâu biết được đâu chuyện gì xảy ra. Gặp khách là đi khách thế. Tôi cái này tôi về giải quan cho tài xế nè. Cũng phải có người này người kia thôi chứ đâu phải tài xế nào cũng vậy. Cả ngàn cả triệu tài xế cũng vợ con chung thủy từ đầu tới cuối đâu có sao đâu. Em có thích sự lãng mạn không? Dạ, em rất là romantic. Anh bên này anh hơi khô khan chút xíu. Anh nghĩ rằng đó là một trong lý do mà hai người tình trước đã ra đi không bao giờ trở lại. Ra đi không một lời giải thích. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có. Rồi cho chị gặp người thân của bạn nữ. Thưa em, em Quyền Linh và Cát Tường, như cô thấy thì mỗi người làm chồng rồi như con được thứ nhất là sức khỏe. Dạ. Là cô thấy được nè, mà thấy cũng hiền nữa, thật tình nữa. Con cứ cho bạn một cơ hội đi, rồi nếu mà sau này ra ngoài cố gắng tìm hiểu được thì tốt, mà không được thì thôi, chứ đừng ở đằng này mà không bấm là tội nghiệp. Cầu đồ lắm chứ không phải nhỏ nhỏ như dạ. Tiên nói đâu. Cả ngày nè cô bỏ cô đi theo con đó mà bỏ phí lắm. Bấm rồi xong rồi về mình tìm hiểu chứ. Dạ, đâu phải mà mình thấy mình được liền đâu. Đó, còn con cũng dạy nghe con nha, nhớ bấm nha. Nhưng mà cô ơi, rủ tao không thích tao bấm rồi sao? Không, con phải bấm. Tại vì cô nói là cháu cô là nói chung là rất là thật thà, tình cảm mà coi như là dạy cho mà nhìn như ngoài trẻ lắm. Con 30 tuổi em bảo đảm nhỏ hơn con. Con nhất trí với cô. Nhưng mà ở ngoài mà cô nói là nếu mà làm vợ, làm mẹ, làm dâu là cháu cô là số 1. Số 1. Ok, cô nói thiệt, cô dám nói. Thôi cô, nhưng mà thí dụ như cái duyên thì người ta thấy không có hợp nha, tao không bấm sao? Con cứ bấm. Con cứ bấm cho cô, rồi sau này con mới thấy là cô lời nói của cô là đúng. Chính xác. Thí dụ lỡ hôm nay anh này không bấm sao? Không bấm là cô la đó. Rồi bạn trai, sao bạn trai hôm nay có đi với ai không nè? Dạ em đi với mẹ với lại em gái em. Dạ, chào cô. Cô thấy mình chào là gái dữ dội chưa? Dạ cô cho con vài lời phát biểu. Cô xác định bé này cũng dễ thương, con yên trí đi. Điệp rất là ngoan, chứ không có lăng nhăng mấy cái chuyện đó. Tại vì Điệp chạy xe ổn định là một chỗ một công ty, nên là có khách thì đón khách về đi, thì đón khách về thôi, chứ không có chạy đi đâu hết cả. Nên con yên trí cái chỗ đó. Có hai đứa thì cho một cái cơ hội đi, để tụi con ra ngoài tìm hiểu nhiều hơn. Bây giờ trong này là giống như tóm tắt thôi. Đấy. Cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô. Thôi bây giờ hai bên tìm hiểu nhau đi, nhìn nhau coi có cảm giác gì. Nhớ bấm tôi la nhá. Kéo mà. Bắt đầu. Thấy cái giọng nói cái tướng khác nhau thấy không? Dạ. Anh thấy lần nữa tôi gặp em anh. Dạ. Không có ba lúng đồng tiền. Nói chung thì nhìn em rất là đẹp dễ thương, thì có nụ cười dễ thương. Em thấy anh như thế nào? Hồi nãy thì qua bức màn thì không thấy, nhưng mà thật là bất ngờ khi nghe giọng nói với lại con người hoàn toàn trái ngược nhau. Hôm nay nói chung thì thời gian thì không có nhiều, nói chung thì mình cho nhau một cơ hội để mà mình tìm hiểu nhau. Nếu mà mình đến được với nhau á, thật sự anh sẽ là bờ vai vững chắc, anh sẽ lo cho em suốt đời, anh sẽ che chở cho em. Tại vì nói chung thì anh thì rất là
thích chiều chuộng bạn gái, thích lo lắng cho bạn gái. Em sẽ làm một buổi gặp mặt đầu tiên nó lãng mạn thế nào, tả cho bạn ấy nghe cho nó sướt mướt chút xíu coi. Mình tự tưởng tượng trong đầu coi. Bắt đầu. Em thì cái sự lãng mạn thì em không có nhiều. Em thì không tạo ra được cái sự lãng mạn. Bây giờ tạo ra nè. Gặp ở đâu? Theo em chỗ nào lãng mạn nhất? Em thì em thích ở bên Phú Mỹ Hưng có cái cầu ánh sao á. Cái chỗ đó rất là đẹp. Rồi sao nữa, tới cầu ánh sao làm gì? Dẫn bạn gái đi ra tham quan, mình tâm sự ăn uống cái gì đó rất là vui. Em thích lên như vậy. Tạo ra cái không khí lãng mạn nữa. Dẫn cổ qua bển chờ lúc mưa xuống ha. Cái đó là để cho tự về, em sẽ tự kế thêm vô cho. Dạ chưa suy nghĩ ra được cái gì hết trơn. À, hiện tại anh sống ở đâu? Năm quận 9. Em ở đâu lận? Em ở quận Bình Thạnh. Ở Bình Thạnh cũng gần mà. Anh dành thời gian cho em như thế nào? À thì một tuần thì chỉ có ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì nãy giờ anh sẽ có rảnh rỗi được. Tại vì công ty đó 6 giờ rưỡi mới được phép về. Mình chỉ tăng ca một tuần á, tăng ca thì ngày thứ bảy với ngày chủ nhật thôi. Cho nên cái ngày chủ nhật với ngày thứ bảy là mình sẽ không đi chơi được. Tôi cũng nói ngày thứ hai, ba, tư, năm, sáu ngày nào cũng được. Ai vậy nói hai, ba, tư, năm, sáu kẹt thứ bảy nhật tăng ca. Tại vì cái đó bắt buộc công ty nó phải dạy rồi. Đi chơi hẹn hò lúc nào? Thì từ 7 giờ là anh em rảnh rồi. Để chơi tới mấy giờ cũng được hết. Bây giờ đủ. Nhưng mà thích buổi tối buổi sáng em sớm hay chị đánh buổi sáng giờ khoảng thời gian đó như thế nào? Anh nghĩ ngày thứ tư. Thì mình có thể dành cho nhau ngày thứ tư. Thí dụ ta thích đi chơi ngày thứ năm, sáng thứ năm, 6 giờ sáng. Nếu như vậy đó thì cũng khó cho em. Ngày hôm đó là sinh nhật của bạn ấy thì sao? Nếu 6 giờ sáng thì em chạy sớm, em chạy qua được. Chạy qua được bao lâu? Thì người ta quan trọng cái tình cảm họ dành cho nhau thôi, chứ không phải thời gian bao nhiêu ít nữa. Yêu cầu có mặt nói những vài câu nào cho ngọt ngào là... Bó hoa, bó hoa. Ví dụ nói sao nè? Sáng em cầm bó hoa chạy qua, em quỳ xuống em cầu chúc em sinh nhật vui vẻ. Được. Đó mà tự tạo ra chị nhiều. Đúng rồi, nhiều cái chiêu này được nè. Sáng hồ hởi 6 giờ sáng chạy qua, quỳ xuống. Hay, dạ. Hay. Làm thử ra. Làm thử ra. Từ từ bình tĩnh nha chứ. Anh hy vọng anh được quen em. Có gì chứ lãng mạn chứ. Sao ai nói không lãng mạn đâu. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định nha. Nút này. Nào chuẩn bị. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Cặp này rất là dễ thương. Không chặt tay nào. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ tới quận 9 để dự tiệc ha. Chúc mừng các bạn. Đây là chiếc vé xem phim. Mong rằng chúng ta sẽ có nhiều thời gian lãng mạn bên nhau, quỳ gối tặng hoa ha. Bây giờ Hung cái đầu tiên cảm nhận thế nào? Nhớ ấn tượng ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất. Đúng rồi. Đó. Quá tuyệt vời. Mời bạn học em thì nói chung là cũng người xinh xinh không mà chị, cho nên là những cái cô mà xinh xinh vô thì mấy bạn đó giành dạy hết, thì em thì lúc nào cũng dạy mấy cô lớn. Với lại mình chủ trường mình sẽ nhường mấy cái kèo thơm cho bạn đúng không? Dạ. Ý là dạy gì đúng không? Dạ. Hung chưa, có hung bạn gái đây nè chưa? Dạ chưa chị, em chưa có bạn gái mà sao hung được chị? Có ai nói mình bê đơ không? Cũng nhiều lắm, tại vì do em 29 tuổi rồi mà chưa có bạn gái gì hết, thì dưới quê lâu lâu về là người ta cũng nghi ngờ thằng này chắc có vấn đề hay sao chưa thấy dẫn ai về. Xin chào cả nhà, Tường đã vào trong không gian của nhà hàng rồi. À, đúng như Tường nói, rất là hiện đại đúng không quý vị ạ? À? Ngước mặt cao lên em, mặc dù ta đang đeo mặt nạ. Chờ chị Tường lâu không em? Lâu. Cảm thấy như thế nào? Hồi hộp ha. Bây giờ đợi chị Tường ra ngoài mời bạn gái của em vào nha. Đây, ghế đây ha. Bây giờ hai bạn có thể tháo mặt nạ ra nè. Rồi, hello hai bé, bé xinh, bé nào cũng xinh hết trơn, tươi lên nha. Bây giờ mình sẽ đến phần giới thiệu bản thân nha. Mời bạn trai, nói lớn lên. À, em xin tự giới thiệu, em là Hồng Thiện Cung, quê em là Trà Vinh. Thì hiện tại em là giáo viên thanh nhạc tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Wow, giáo viên thanh nhạc, khỏi nói nhiều, làm một câu liền cho chị. Từ khi quen em phút ban đầu, cuộc sống anh khác xưa nhiều lắm. Cho anh cảm nhận tình yêu lớn lên đổi thay từng ngày.
Anh biết quý trọng từng giây phút khi có em bên cạnh. Tìm được em là điều vô giá nhất trong anh hằng mong. Ở bên em bao muôn phiền lo lắng trong anh tan biến hết. Chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em hãy nhắm mắt lại nhận lời đính hôn của anh thật lòng. Vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời ai. Dẫu vui buồn gian khó hai ta sẽ cố gắng vượt qua. Cho anh sự bình yên thật ấm áp mỗi khi đêm về. Cho anh ngàn nụ hôn chắp cánh ước mơ bay thật xa. Wow. Hai em gái. Bạn nam hát rất là hay. Người ta về thanh nhạc mà về tập em hát được không? Dạ, em hát được không? Em hát thì đây sẽ chạy toán loạn. Thì bây giờ về thầy giáo về dạy cho mình không có trả tiền. Dạ. Lợi quá trời luôn mà được không? Em cũng rất là mong. Rồi mai mốt có con có cái em muốn con em hát hay không? Dạ rất là muốn. Nó phải có cái nòi giống đúng không? Dạ. Đó cha hát hoài hát ngày hát đêm. Vô tôi chưa nói chơi tôi tưởng tượng có bầu nè. Ngày nào tối ba nó cũng xoa bụng hát cho con nghe. Mở mắt ra là con chắc chắn hát hay rồi. Thích không? Đó tôi cũng thích nữa. Này là thường thường nha. Hát hay là tâm hồn người ta sẽ rất là đẹp. Đẹp giống như bài hát người ta hát vậy đó. Rồi tới phiên em. Chào chị Cát Tường, chào anh bên kia. Em tên là Tú Uyên. Hiện em đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Dược. Ồ, có nhờ chỗ nào nhận vô làm gì chưa? Dạ là nguyện vọng của gia đình em thì sẽ xin vào ở bệnh viện làm học hỏi kinh nghiệm để sau này có thể là mở một cái tiệm thuốc tây ở nhà để tự mình làm chủ. Nhưng mà đó là nguyện vọng của gia đình, còn nguyện vọng của em á? Thì nguyện vọng của em thì cũng là như vậy. Theo tâm nguyện của em. Dạ. Hay quá, năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 24 tuổi. 24, hồi nãy bạn trai nhiêu chị chưa nghe tuổi. Dạ, em 29 chị. 29, em đi dạy trường nào? Dạ, em dạy trung tâm âm nhạc. Dạy trung tâm âm nhạc, dạy được mấy năm rồi? Dạ, 6 năm. Cũng nói chung là cũng có trong cái nghề dạy thì cũng ok. Ủa mà trung tâm đó là em dạy cho người ta hay là sao? Dạ là em tự mở tự làm. Tự mở trung tâm luôn. Dạ. Trung tâm có giáo viên nào nữa không hay là một mình em dạy một? Dạ thêm ba giáo viên khác. Dạy tất cả những môn gì? Chỉ dạy thanh nhạc với organ gan. Thanh nhạc hay organ thôi. Mà em là chuyên về thanh nhạc. Dạ đúng rồi. Giỏi quá ta, 29 tuổi, thầy giáo hát hay, đẹp trai mà tự dạy mở trung tâm thanh nhạc riêng. Quê em đâu? Dạ em ở Hóc Môn, quê em ở thành phố này luôn. Hóc Môn chết rồi, bên đây ở dưới Trà Vinh lớn phải không? Dạ. Chết rồi. Bây giờ sao ta? Rồi thí dụ như em có thể nào xuất giá theo chồng được không? Gái thì phải theo chồng. Hay quá. Chị nghĩ nếu mà hát hò mà em lên thành phố sẽ có đất dụng võ cho em hơn. Dạ em đang làm ở đây luôn mà chị. Ủa đang làm ở đây hả? Dạ làm. Em chỉ quê Trà Vinh thôi chứ em làm ở quận 10. Ôi tốt quá. Rồi mừng quá. Rồi bây giờ tới điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Phải nói là em là một người hướng nội nên tất cả những công việc nhà và nấu ăn đồ em làm rất là tốt. Hay quá. Là ngoài ra em rất là hòa đồng với là mọi người, biết chăm sóc trẻ nhỏ và người già. Điểm yếu hả mà yếu nhất của em là em thì em sợ mấy con mà bò sát. Thằng lằn đồ sợ không? Chị cũng sợ lắm, mấy con nó nhìn ghê quá ha. Em thường xuyên là ngủ dậy trễ, thí dụ như ngủ mà 7:30 em dậy đi nhưng mà em phải còn lăn qua lăn lại. Cố gắng lớn rồi ha, nhín dậy sớm một chút còn tập thể dục đồ nhé. Dạ. Có tập thể dục thể thao gì không? Khi mà có thời gian rảnh thì em sẽ đi tập gym. Thời gian này thì đi thực tập. Thì phải không? Rồi làm luận án tốt nghiệp thì nó tốn rất là nhiều thời gian. Lúc rài cũng hơi bận công. Hơi bận đi thực tập nhiều, thời gian học hành nhiều. Cho nên người ta ốm o gầy mòn, còn đây ngược lại. Nhưng mà rất xinh. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là ca hát thì ok nhất. Tiếp theo là nấu ăn. Em cũng vui vẻ, hòa đồng với các bạn, nói chung là học viên của em hoặc là những giáo viên mà làm chung ngành. Còn điểm yếu của em á thì dễ tin người á chị. Nhiều khi mới gặp nhau lần đầu mà em mua hàng thì em mua trên mạng thôi mà. Cái gì khi ta kêu chuyển khoản em cũng không biết người đó là ai, thì ta kêu chuyển thì em cứ chuyển thôi. Rồi xong cuối cùng em liên lạc thì cũng không biết là dễ ở đâu tin người không quá. Có. Cái này phải có người phụ nữ quản lý mới được, phải quán xuyến mấy cái chuyện này lại mới được đúng không? Dạ. Sao láng lẫy bóng bẩy quá vậy? Mình có men không?
Dạ men chị. Chắc không? Dạ chắc chị. Có ai nói mình bơ đơ không? Cũng nhiều lắm, tại vì do em 29 tuổi rồi mà chưa có bạn gái gì hết, thì dưới quê lâu lâu về là người ta cũng nghi ngờ thằng này chắc có vấn đề, sao chưa thấy dẫn ai về hay gì. Chút xíu nữa tôi sẽ xáy sâu vô chuyện này. Bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn tìm một người bạn trai tính cách thì là hòa đồng, dễ chịu với mọi người, không cần quá giỏi nhưng mà phải biết một chút xíu việc nhà. Ngoại hình? Ngoại hình thì em nghĩ là cao hơn em chừng một tí xíu, cỡ 1m62 trở lên là được rồi. Em cao nhiêu? Em cao nhiêu? 1m62 chị. 1m62 vừa đúng chuẩn luôn. Còn tiêu chí gì nữa không? Hơi có da có thịt một tí, đừng có ốm quá. Ốm quá nhìn nó thiếu sức sống lắm. Kiếm thử đi, coi có chàng trai nào giống như ý của em muốn trong này không. Thế còn em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm người bạn gái thì trầm tính chút xíu, ít nói chút xíu cũng được. Ngoại hình thì cũng không cần phải xinh đẹp lắm, quan trọng là tính cách. Cô ấy hiền một chút, dịu dàng một chút. Tìm đi, coi cô ấy là ai. Linh cảm của phụ nữ là hay đúng lắm đó. Theo em là bạn này. Theo em là bạn đó, lý do tại sao em chọn bạn đó? Tại vì theo cái chiều cao của bạn đó và cái cân nặng thì em mong muốn một bạn hơi tròn tròn như vậy. Mong muốn hơi tròn tròn vậy phải không? Rồi, giữ nguyên đó nha, em. Em chọn bạn đứng sau. Bạn này, lý do tại sao em chọn bạn đó? Bạn nói là bạn thích người tròn tròn thì chắc tôi nghĩ là bạn cũng tròn tròn. Ấy, anh này tâm lý và quan sát rất là giỏi. Rồi bây giờ thì Tia Tường sẽ mở cửa trái tim ra để hai bạn kiểm tra xem cái bài test đầu tiên thử coi là mình có hôm nay cái linh cảm của mình đúng hay sai nha. Mở ra xong rồi ai sai là tôi phạt. Đây, đến chương trình thì anh cũng muốn quà tặng em. Sao em? Em sai rồi, giờ bị phạt gì đây? Bạn trai muốn kia thì tự phạt bạn gái gì đây? Khoan, trước khi phạt bây giờ nói thiệt đi nè. Cái anh này với cái anh trong hình á, anh nào được hơn? Cái anh nãy em chọn á. Bạn này có vẻ là không có tròn bạn trong hình. Mà giờ thích bạn này ha, thích bạn tròn trong hình. Dạ. Em thấy bạn nó cũng rất là ok. Ok phải không? Thấy men không? Anh này men không? Nhìn bạn cũng rất là men. Rất là men phải không? Chị Tường chọc thôi. Nhưng sao mà bé đê được? Bây giờ hỏi tình yêu nè. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì chưa có mối tình nào hết. Gì? 29 tuổi ở thành phố dại nhạt mà không có mối tình nào? Do lúc đầu thì em muốn tập trung công việc, với lại có một cái quan niệm là em định về quê lập gia đình. Tới chừng mà mình có công việc rồi mình định lập gia đình thì chắc ở dưới quê không hợp, thời gian nó cứ trôi qua vậy. Tới 29 lúc nào em không hay. Đối tượng mà đến trường em học là khoảng bao nhiêu tuổi? Ở trường em á thì lứa tuổi nào cũng học được hết, có những giáo viên rồi em mời bạn học em thì nói chung là cũng người xinh không mà chị, cho nên là những cái cô mà xinh vô thì mấy bạn đó giành dạy hết, thì em thì lúc nào cũng dạy mấy cô lớn. Với lại mình chủ trường mình sẽ nhường mấy cái kèo thơm cho bạn đúng không? Dạ. Ý là dạy gì đúng không? Dạ. Hung chưa, có hung bạn gái đây nào chưa? Dạ chưa chị, em chưa có bạn gái mà sao hôn được chị. Có nắm tay cô gái nào chưa? Có rồi, chị có nắm tay bạn diễn nè. Còn nắm tay bạn gái là cảm nhận mà bạn gái nắm tay mà yêu đương là coi như chưa có. Dạ chưa chị. Nắm tay mà có cảm xúc là chưa có. Dạ. Chà, căng à nha. Em sao em? Dạ em cũng chưa có mối tình nào. Chưa luôn? Dạ, gia đình của em thì cũng rất là nghiêm túc. Cha mẹ thì chỉ muốn em đi học đến cái tuổi mà hơi lớn một tí, nhưng giờ thì ba mẹ mới bắt đầu là khuyến khích mình. Vậy là cũng chưa có nắm tay? Dạ chưa. Chưa có hôn? Dạ chưa. Ai đăng ký cho em tham gia chương trình? Dạ là mẹ em đăng ký. Mẹ đăng ký tham gia chương trình. Dạ em con gái em chưa hôn, chưa nắm tay, chưa có bạn trai cũng được, nhưng mà bạn trai em 29 tuổi cũng chưa có kinh nghiệm luôn, thì em thích hay là em thấy ngại? Nếu mà chưa có kinh nghiệm thì mình cùng nhau mà xây dựng, cùng nhau mà phát triển. Bản thân mình cũng chưa có kinh nghiệm nên mình cũng sợ những bạn mà hơi có đầy nhiều kinh quá, nghiệm quá thì mình dễ bị lép vế quá. Thích như vậy là tình yêu này nó sẽ trong sáng và nó sẽ ngây ngô đúng không? Dạ. Thế còn em? Em thì em thích con gái đừng có sống thoáng quá, cứ rụt rè thì để con trai người ta sẽ tiến tới, chứ còn nếu mà cứ gặp con trai mà cứ theo quá thì em không thích mẫu người vậy. Thích nhẹ nhàng. Vì cô gái này đúng ý em rồi, người ta nhẹ nhàng thì em có dám tấn công không? Em không có kinh nghiệm gì hết trơn rồi làm sao? Cái này từ học chắc được chứ. Tự tin không? Chắc tự tin. Chắc tự tin. Hai bạn quan điểm như thế nào về chuyện sống thử? Em là không tán thành đâu chị. Thứ nhất đối với em thì em là con trai thì chuyện sống thử thì nếu mà cái cô đó mình cưới rồi á
thì nó mới em nghĩ là ok. Có nghĩa là giờ tới đêm tân hôn mới là ấy. Dạ đúng rồi chị. Còn em? Em nghĩ là cái chuyện đó là không nên. Em là con gái nữa, thiệt thòi. Hay quá, vậy là cặp đôi này hợp với nhau quá rồi. Bây giờ chần chờ gì nữa. Bây giờ ăn thôi, hẹn ăn trưa, tới giờ ăn rồi. Đồ ăn vô đi. Mời hai bạn thưởng thức món ăn chicken sandwich. Đây là món sandwich gà tại nhà hàng East West Ruin. Vừa ăn vừa tâm sự. Ít phút thôi nha. Ăn lẹ, tâm sự lẹ, yêu đương gì đó trao đổi đi. Ít phút sau chị Tường quay lại nha. Tự tin lên nha. Cố lên. Chào. Em đang học ở trường nè. Em đang học ở trường Nguyễn Tất Thành. Cái quan điểm về tình yêu của em thì như thế nào? Theo em, tình yêu là phải bắt nguồn từ sự rung động của từ hai người. Nhưng mà quan trọng khi mà trong một mối quan hệ thì tình yêu mình phải chung thủy. Và bản thân mình phải có mà sự tin tưởng tuyệt đối vào người mình yêu. Cái tiêu chí đầu tiên của anh thì anh thích phải có sự tin tưởng lẫn nhau trước. Tại vì công việc anh thì ban ngày thì nó rảnh nhiều, chỉ có bắt đầu từ 4 giờ chiều. Có khi anh có lớp thì anh làm, không lớp thì cũng phải ngồi ở dưới. Có bữa được về sớm, có bữa thì nhiều khi học viên ta học thì ta cũng chờ tới 9 giờ mới về. Thì anh thấy như vậy nó có ảnh hưởng gì nhiều không? Theo em thì công việc và cuộc sống thì mình có thể dung hòa lại với nhau. Em cũng đi làm vào ban ngày, làm ở bệnh viện mà nhiều khi mình phải trực nữa. Khi mà mình quen bạn trai thì em nghĩ là cái việc sắp xếp thời gian thì mình cũng phải có một cái thời gian hợp lý cho bạn trai chứ. Anh sống với ba mẹ hay là ba mẹ ở dưới quê mình ở đây? Ba mẹ thì ở quê, anh chỉ ở đây có mình. Có chị thì chị anh mở cái tiệm bán chả ở Bình Chánh. Còn anh thì cứ lâu lâu mới về nhà chị chơi, còn hoặc là không thì anh cứ ở công ty luôn. Khi mà kết hôn thì anh muốn bao nhiêu đứa con? Anh nghĩ chắc hai, nhà anh thích con gái hơn con trai. Dạ, nhà em thì có em và em trai em nên ba mẹ thì cũng muốn con cái thì sống cũng gần gần đây, không thích đi xa quá. Thì anh thì ở đây rồi, đâu có về quê được em. Anh thích kinh doanh thì anh định là làm tâm âm nhạc thì cái gì đó, nếu mà sau này có gia đình thì anh tính mở một cái quán cà phê hay là một cái quán ăn nào đó. Tại người anh thì nó cũng tham vọng lắm, thích làm nhiều lắm. Ủa sao hỏi giờ không ăn? Dạ đang ăn hả chị? Ăn đâu, có bánh mì còn nguyên vậy. Trời ơi, ăn đi, cắt rồi ra ăn đi. Thiệt tình á, sao rồi nãy giờ tâm sự được không gì? Thì cũng hiểu hơn về trai một tí. Mà hiểu được miếng nào chưa? Dạ thì cũng tìm hiểu về gia đình và công việc của bạn ấy. Khi mà kéo cái trái tim này ra thì cái cảm nhận đầu tiên của em khi mà nhìn thấy chàng trai này nè. Em thấy bạn nam là một người có vẻ là hiền lành và ít nói. Còn em khi mà kéo cái cửa trái tim này ra thì cảm nhận đầu tiên của em là như thế nào? Em thấy bạn nữ thì cực hiền, nói chung là cũng giống như mục tiêu em đưa ra. Em hơi bất ngờ cái là tại vì thường á em làm gì nó cũng ngoài cái sức của em, giống như là em đặt mục tiêu như vậy nhưng mà nói chung là nó ngoài sự mong đợi. Ngoài sự mong đợi của em? Dạ. Thằng nữ có tròn không? Dạ cũng. Ngoài sự mong đợi. Nhưng mà rất là xinh nha, rất đẹp gái, dễ thương nè, có đồng tiền nữa nè. Tôi là tôi kết cặp đôi này dữ lắm luôn á. Nếu mà làm dâu thì em có ngại không? Em không ngại làm dâu, nhưng mà em thấy khi mình còn trẻ thì mình phải tự lập. Cái vấn đề chăm sóc thì sau khi mình kết hôn một thời gian, mình ví dụ như mình lập nghiệp ở thành phố này, thì sau đó mình có thể là mình về quê để mình cha mẹ già rồi mình cũng phải chăm sóc đó. Ví dụ như mình không cần về quê mà mình đón ba mẹ mình lên ở chung với mình được không? Thì mình cái vậy cũng gọi là làm dâu, chứ đâu có nghĩa làm dâu là phải đi về quê đâu. Ba mẹ lên Sài Gòn ở chung thì cái chuyện đó là cũng đâu có chuyện gì đâu. Em nghĩ là mình sống tốt với lại gia đình chồng thì gia đình chồng cũng sẽ tốt lại với mình. Đúng rồi. Nhưng mà cái vấn đề là nhiều khi á, người lớn tuổi người ta không có thích cuộc sống ồn ào ở trên thành phố. Thế hiện tại là mẹ em là vẫn ở dưới quê hả? Dạ đúng rồi chị. Rồi bây giờ em thì hiện tại là em định là lập nghiệp ở trên này luôn hay là em vẫn là sẽ về quê là lấy vợ? Dạ em lập ở trên này chị. Lập ở trên chứ này em không về quê nữa đâu. Rồi em có định là sau này lấy vợ rồi xong đi về quê sống không? Dạ không, em hồi đó thì em thích dưới quê lắm nhưng mà do em thì em người nó cũng tham vọng nhiều cho nên em sẽ. Vậy sao nãy em nói là cái gì mà về quê lấy vợ? Tại vì em thấy mấy cô gái ở đây giúp em đi học á, em thấy nó tùm lum quá cho nên em nghĩ là chắc cô gái dưới quê nó hiền hơn. Thế là định về quê lấy vợ rồi đem lên Sài Gòn chứ không phải là đi về quê ở đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà giờ gặp cô gái này là ở Sài Gòn nè, thấy sao? Dạ thì nhìn thấy bạn hiền nói chung đó, là. Đó thấy chưa? Bởi vậy quan điểm này là sai lầm. Ở quê thành phố gì cũng vậy, ở đâu cũng vậy, sẽ có người hiền người dữ, cũng có người tốt người xấu, chứ không phải gái dưới quê là tốt mà gái Sài Gòn là nguy hiểm. Sai lầm. Bây giờ nè, chơi một vài trò chơi nho nhỏ cho vui nè.
Mời em bóc mấy câu hỏi này, đọc lớn lên cho bạn trai thực hiện theo những yêu cầu trong này. Nếu ba mẹ anh phản đối mối quan hệ của anh và em, anh sẽ làm gì? Đầu tiên thì em sẽ giải thích cho mẹ hiểu, tại vì nhiều khi người lớn á, người ta nhìn bằng cái khía cạnh khác, anh thì anh nhìn khía cạnh khác. Thời đó giờ anh làm gì cũng mẹ cũng không có phản đối đâu, tại vì mẹ luôn nói chung là tôn trọng ý kiến của em, tại vì từ đó giờ em làm gì mẹ cũng nghĩ là con mình lớn rồi, làm đủ chuyện chạy đủ đúng. Em thuyết phục tới cùng luôn mà mẹ em vẫn không chịu thì em tính giải quyết sao? Em nghĩ em sẽ thuyết phục được. Tự tin vậy đó, 100%. 100%. Tạm lời, tạm tin ảnh đi. Rồi, mời em. Nếu anh đang tức giận hoặc giận dỗi, vu vơ, em hãy biểu hiện bằng nét mặt. Cái gì? Đọc cái gì vậy ông? Đấy thì... Nếu em đang tức giận hoặc giận dỗi, vu vơ, em hãy biểu hiện bằng nét mặt. Bây giờ em giận ảnh hoặc em giận dỗi ảnh hoặc em bực tức ảnh nè. Tụi ủ vậy đó hả? Dạ. Bổ quọ lên hả? Dạ. Bây giờ chị tiết lộ cho hai bạn nghe một điều là hồi nãy giờ hai bạn ngồi đây ăn á, mẹ của hai bạn đang ngồi chung với nhau. Không biết tâm sự cái gì mà hai người cũng rất là căng thẳng. Em đoán thử coi mẹ em với mẹ cô ấy đang nói gì. Chắc nói về tính cách của hai em với bạn nữ. Nãy giờ em còn cái gì mà xấu mà em chưa có khai ra đây không? Em không biết em có tật gì xấu hay gì. Nhiều khi em không nói mà mẹ em nói ở ngoài rồi, hiểu không? Mình còn cái gì mình cần muốn khai ra. Có nghĩa là em thì giống như là em hay thích nuôi con vật này nọ vậy chứ. Thì nhiều khi em mà thích con đó rồi là em phải mua về. Hiện tại thì em đang thích chơi mấy con chim công đó. Có sợ không? Dạ không. Đừng có đuôi mấy con rắn, con mục cả gì. Dạ không, em không thích mấy con đó là chị. À. Em chỉ thích chó với lại nói chung mấy con vật thú cuốn cưng thôi. À, chó thì được phải không? À, thế còn em còn cái gì xấu nãy giờ em chưa nói nữa không? Tật xấu em cũng chả có biết em có những tật xấu gì nữa. Bản thân mình làm sao mình nghĩ cái đó của mình là xấu. Ờ, nếu mà biết mình xấu mình đâu có làm đúng không? Thôi không có vấn đề gì. Rồi bây giờ thì hai bạn cũng đã có nhiều thời gian tâm sự với nhau, nhưng mà chị Tường vẫn cho hai bạn một cơ hội nữa nha. Hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau 30 giây. Hãy suy nghĩ và xem là mình muốn nói điều gì với người trước mặt của mình nữa trước khi mình đưa ra quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mời bạn trai nói trước. Anh thấy em thì cũng hiền lành, cũng ít nói, cũng giống như mọi người anh đang tìm. Thì anh cũng mong là sau chương trình này em cho anh một cơ hội để tìm hiểu em. Sau này thì nói chung là sẽ tiến xa hơn sau cái cuộc hẹn hò này. Bản thân em đang cảm thấy điều gì trong người mình? Có gì thay đổi chưa? Rụt rịch gì chưa? Rung động gì chưa? Mới gặp nhau lần đầu thì hiện tại thì nó cũng có một tí về đó rung động. Còn bạn gái? Em thấy anh là một người hiền lành, có vẻ là chững chạc. Giữa người và người gặp nhau thì sẽ có là một cái duyên. Em được gặp anh thì đó cũng là một cái duyên phận của tụi mình. Em nghĩ là cái việc cho nhau cơ hội đó là việc nên làm. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Riêng bác Cát Tường thì chị thấy như thế này, ít phút chúng ta không nên nói được điều gì, nhưng thực sự thời gian ở đây rất quan trọng. Khi chúng ta bấm cái nút này có nghĩa là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Chúng ta có rung động, có xao xuyến và chúng ta cảm nhận đối phương này có thể là một nửa mình đang tìm kiếm thì mình mới bấm nút. Suy nghĩ thật kỹ và hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Mầm vậy nó mới đỏ được chứ. Rồi, mời hai bạn. Đó, nhìn về kia kìa, thấy hai má đang ngồi với nhau không? Nắm tay nhau đi hai bạn. Đây là cái nắm tay đầu tiên của các bạn ấy. Hãy dành cho nhau một nụ hôn thật nhẹ nhàng để kỷ niệm hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hôn nữa chị. Hãy xin phép bạn gái đi. À, cho xin phép hôn em. Hôn mà mặt cô căng thẳng quá giống như cô bị tra tấn vậy đó. Cảm nhận như thế nào? Em cảm thấy rất là hồi hộp. Cố gắng nha, gìn giữ cái mối quan hệ này. Cả hai giống như là bây giờ là mới toanh hết trơn đó. Chị chúc mừng hai bạn ngày hôm nay rất là đẹp đôi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với bạn đặc biệt hẹn ăn trưa. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 10 giờ thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Mọi người lý tưởng của em thì không cần phải quá xinh, cô gái có tấm lòng nhân hậu. Tại vì em rất là thích đi làm việc thiện. Hình mẫu của em là giống như là Ninh Dương Lan Ngọc vậy. Tại em thích người phụ nữ da trắng. Đón hè rực rỡ, ưu đãi hết cỡ. Tặng ngay thẻ xăng Petrolimex 2 triệu đồng khi mua xe Yamaha Xcenter 155 hoặc NVX từ ngày 20 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.
anh bảo là anh thích một cô gái như Ninh Dương Lan Ngọc, thì em cũng nói với anh là ngoại hình nó không quyết định được tình yêu, mà hai trái tim nó sẽ rung động với nhau. Ngoại hình thì mình có thể già đi, mập thì mình có thể ốm xuống, mà ốm thì có thể mập lên. Các cô gái trên thế giới này em không đẹp bằng, nhưng mà khi chăm sóc anh, em có thể giống như một nàng tiên Diệu Hiền. Nàng tiên Diệu Hiền. Cát Tường và Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Xin cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Em nghe thiên hạ đồn á là kéo nguyên cả một cơ quan đi theo ủng hộ luôn. Ghê vậy hả? Dạ. Trên hàng ghế người nhà cũng vậy nữa, bên họ nhà trai gì mà bốn người trời, dữ vậy. Quá trời luôn, nam thanh nữ tú không. Hôm nay chắc hai cặp đôi này có cái gì nó đặc biệt hay ghê gớm lắm này. Đây. Đúng không? Mình còn chần chờ gì nữa chị ơi? Tò mò quá rồi, chúng ta bắt đầu ngay thôi. Yeah. Và ngay bây giờ, không để quý vị chờ lâu, Cát Tường xin mời hai bạn trai của chương trình tiến ra sân khấu. Xin mời. Thôi. Chà, la lớn quá. Wow, wow, ô, ô, thấy nóng rồi đó. Hai chàng trai đã đến với chương trình rồi, thì bây giờ chần chờ gì nữa, hai cô gái xinh đẹp của tôi đâu rồi? Xin mời. Oh yeah. Mọi người đã ổn định chỗ ngồi đó chị Tường. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bạn trai đang ngồi ở chiếc ghế màu đỏ. Xin chào em tên là gì? Dạ, chào chị Cát Tường và anh Minh Đạt. Em tên Nguyễn Văn An, quê ở Bến Tre. An đang làm công việc gì? Công việc của em là quản lý nhà hàng khách sạn. Quản lý nhà hàng khách sạn? Dạ. Nhà hàng ở đâu? Nhà hàng Bê Vàng, quận 5. À, trời ơi, tôi biết chỗ đó rồi. Dạ, chị có ghé em thấy chị. Hôm nay em đến ghi hình với ai? Dạ, em đến với hai bạn thân. Bạn có râu râu á phải không? Dạ đúng rồi chị. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là hòa đồng vui vẻ với bạn bè, hết mình với bạn bè và người nhà người thân của mình. Em có thể hòa nhập được những công việc và không khí xung quanh. Còn điểm yếu? Điểm yếu của em là chắc là cũng hơi hiền, dễ bị lừa, bị gạt. Bị gạt. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Lừa. Dạ, ở ngoài bên ngoài xã hội em dễ bị sao xuyến, thu phục. À, dạ. Ở đây là em ở với ai? Dạ em ở với ba mẹ em ở trên này cũng hơn 20 mấy năm rồi. Ừ. Dạ. Còn em lúc nhỏ thì em cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì em ở với nội, ở với quê. Hết cấp 3 em mới lên để học cao đẳng và ra trường làm việc luôn tới bây giờ. Ừ. Rồi đó là thông tin của bạn nam ngồi ghế đỏ, Nguyễn Văn An, 28 tuổi. Quản lý nhà hàng. Bây giờ cô gái ngồi ở vị trí màu đỏ nè, em tên gì? Xin chào tất cả mọi người, dạ em xin chào anh Hứa Minh Đạt, chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Vi. Em 22 tuổi và hiện tại đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Công việc gần đây nhất của em là làm thư ký kinh doanh cho công ty cổ phần ô tô Gia Định. Hiện tại thì em cũng có đang học thêm ngành dinh dưỡng, chế độ ăn uống. Dạ đúng rồi, chính xác. Giảm cân. Dạ, healthy. Healthy. Wow. Hiện giờ thì em ở Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ hiện tại là em đang sống với bà ở Thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở đây hả? Dạ em sinh ra ở đây còn à, Thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ đúng rồi. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Dạ điểm mạnh của em á, em nghĩ là khả năng giao tiếp đối ngoại với mọi người, nói chuyện hoạt bát. Hoạt bát. Dạ năng động. Còn mà điểm mà em cảm thấy là nó là điểm mạnh vừa là điểm yếu của em là ghen lì. Điểm mạnh vừa là điểm yếu của em là ghen lì. Ghê vậy? Dạ. Thí dụ sự gan lì. Em cực kỳ sợ chuột, nhưng mà cái lần đó không có ai ở nhà hết, sợ chuột quá nhưng mà phải dí theo nó để đập. Sợ con gì là dí con đó đập cho nó chết. Dạ nó quằn em cả buổi ở ngoài sân rồi, giờ em phải đập nó lại. Đó giờ em cũng nửa tiếng đồng hồ mới đập. Xưa giờ em có sợ thằng nào chưa? Em nghĩ là thằng đó nó sợ em. Em nghĩ là thằng đó nó sợ em chứ không, em không có sợ nó thì được. Đó, thì sợ thằng nào dí đập em thôi. Dí đập nó cho chị nha. Dạ. Quá ngầu luôn. Dữ dằn thiệt chứ. Quá chất luôn. Còn điểm gì nữa không? Dạ, em nghĩ là nhanh gọn lẹ xúc tích. Không chưa? Rồi chị. Mời chàng trai ở ghế màu xanh. Em chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt, hai bạn nữ cùng
có mặt ngày hôm nay và cùng toàn thể các quý anh chị đang theo dõi chương trình Gấp Đôi Thần Tốc ạ. Em là Hồ Sĩ Tín, em 27 tuổi và đến từ Bình Định, hiện tại đang là một nhân viên văn phòng, cùng với đó là sale công nghệ, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Sale công nghệ là gì em? Những thiết bị smart. Nói lớn xíu cưng. Hôm nay đi ghi hình với ai nè? Dạ em đi tới với phòng kinh doanh của em. Phòng kinh doanh. Vâng. Nguyên một phòng đi theo luôn. À, được sếp tạo điều kiện cho nên là hôm nay công ty nghỉ. Nay có sếp đi theo không? Dạ có. Cái dưới này là nguyên văn phòng công ty em hết đó hả? Dạ vâng. Rồi, chào mừng các bạn đến với chương trình. Bây giờ nói về bản thân mình một chút xíu nè. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Tinh? Điểm mạnh của em là em rất là hòa đồng với mọi người. Còn điểm yếu của em thì rất là nhiều ạ. Ví dụ như là em hay nhút nhát trước mặt phụ nữ, đặc biệt là người mình thích. Em rất sợ động vật ạ. Sợ động vật? Dạ. Sợ con gì? Con gì có lông là em sợ. Con gì có lông là em sợ. Con gì có lông là sợ. Dạ. Em có sợ con gái không? Dạ nhát thôi chứ không sợ. Nhát thôi. Con gái cũng có lông mà. Cái này sợ là hơi ngu. Sợ là hơi ngu hả? Điểm mạnh điểm yếu còn gì nữa nè? Em rất là vụng về trong việc nhà. Quét nhà không được sạch hay là nấu ăn không được ngon. Em đang ở với ai? Em hiện tại đang sống một mình tại thành phố Thủ Đức. Sở thích của mình là gì lúc rảnh rỗi? Sở thích của em lúc rảnh rỗi là xem anime. Anime là gì? Học phim hoạt hình đó chị. Cái gì nữa? Cà phê với bạn bè, đàn hát à. Làm luôn không các bạn? Trời ơi, thể hiện liền luôn. Làm luôn đi cho nó sớm nè. Qua tôi coi tiết mục văn nghệ bên đây chứ. Em xin trình bày một nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Danh Hài Chí Tài mà em rất thích, được mang tên Em Ở Đâu. Em Ở Đâu. Nhưng mà hát lớn đừng lớn lên nha. Màn đêm đã buông dần, đèn hiu hắt cô của anh nhớ em. Anh muốn thét lên trong đêm dài, nằm nhớ những kỷ niệm gặp nhau phút ban đầu. Mắt em, ôi đôi mắt ấy. Anh về nhớ. Rồi quay trở lại với công việc, có tật xấu gì không? Em hơi nóng tính. Hơi nóng tính. Nhưng mà gọi là tính nóng như kem thôi ạ. Tại vì khi em đã nổi nóng thì lát nữa em cũng là người chủ động xin lỗi và nhận lỗi về mình thôi ạ. Nhưng mà đôi lúc có những cái nóng mà phải kiềm chế chứ nóng quá thì có xin lỗi cũng muộn rồi. Nha Ngân nha. Rồi đó là chàng trai của chúng tôi, hát rất là hay. Xin mời bạn nữ ghế xanh. Chào anh Hứa Minh Đạt, chào chị Cát Tường. Chào mọi người đang có mặt trong trường quay. Em tên là Vũ Ngọc Bảo Ngân. Năm nay em 25 tuổi, hiện đang làm giáo viên mầm non ạ. Anh ở bên hát bài hay quá, thì bây giờ em cũng hát bài để đáp trả lại. Ơi em cũng trẻ con và anh cũng trẻ con. Ôi. Một đôi vợ chồng son. Ôi. Gặp nhau yêu nhau rồi mình tươi, cả hai cùng tuổi đôi người. Đâu nghĩ ngợi được gì để mai là thôi giống chơi. Đến lúc hai tay bồng bề có con thấy vui ghê, nhưng cũng đau đầu ghê. Nhiều lần anh vô tâm em không, nhưng anh chỉ giữ trong lòng, vì anh biết em gánh quá nhiều nhiều hơn mơ mộng. Hai vai em đây sóng gió, nhưng anh sẽ luôn ở đó, chỉ cần mình luôn gắn mơ vượt hết âu lo. Anh đi về khuya sớm tối, khi con mình vừa thôi nổi, vì em biết có anh ở bên cạnh em cuối đời. Vì em biết có anh ở bên cạnh em cuối đời. Wow. Nghe bài này em mầm non hả? Dạ, biết hát bài gì không? Bài Vợ Chồng Son. Và hai ca sĩ thể hiện ca khúc này đó chính là Hứa Minh Đạt và Lâm Vĩ Dạ. Lúc ấy anh vẫn trẻ con và em cũng trẻ con. Một đôi vợ chồng son. Kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Trời ơi. Hèn chi nhưng mà cô giáo dạy mầm non hèn chi trẻ thơ quá ha. Tâm hồn rất là trẻ thơ, nhí nhảnh hồn nhiên, dễ thương quá em ơi. Năng lượng rất là tích cực. Vậy em ở đâu? Quê của em là ở Vũng Tàu ạ. Hiện tại thì em đang ở chung với lại chị Kết Nghĩa, đang ngồi dưới kia. À, ngày hôm nay tới chị Kết Nghĩa luôn. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, thích nấu ăn, thích hát. Còn điểm yếu của em là cũng hơi nóng tính một chút.
Với lại đôi lúc suy nghĩ hơi nhiều. Em thích nấu ăn à, ai ăn? Dạ, em cũng chưa kiếm được người nấu cho người đó. Rồi các em tự nấu tự ăn luôn. Dạ đúng rồi, bởi vậy bớt thích nấu ăn lại nha. Dễ thương lắm. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn một xíu về tình trường để coi là các bạn này đã trải qua những câu chuyện tình như thế nào. Quay lại với An, em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 4 mối tình sâu sắc. 4 mối tình sâu sắc. Dạ. Còn đó, vài mối tình thì lạc trôi. Lạc trôi. Dạ. Rồi em cho chị nghe những cái ấn tượng gì của em về những cái mối tình mà sâu sắc nè. Dạ, mối tình đầu của em là lúc em lên đi học thì em có quen một bạn học chung lớp. Quen được một thời gian thì khoảng 1 năm thì mẹ bạn đó đòi bắt em cưới. Nhưng em còn đi học mà em nói là nếu thương anh thì đợi. Em đợi anh ra trường cho ổn định. Ừ. Thì bên bạn gái nói là lo hết cho nhà. Vậy mà còn không chịu nữa. Dạ thì chính vì vậy em cho nên em mới không chịu và hai người cũng nhẹ nhàng và lặng im từ từ. Ừ. Tại vì em nghĩ là em là con trai, mình đàn ông thì mình nên tự trời có cái ổn định ơi chứ. Thôi cũng được, người đàn ông có bản lĩnh, có chí khí. Người cuối cùng thì là quen cũng được gần 3 năm. 3 năm mà tuổi này tuổi lấy vợ được rồi sao cũng gãy luôn. Thì cũng là định là như là lấy nhau chị. Nhưng mà bạn đó nói là không hợp nhau. Không hợp chỗ nào, sao không tìm hiểu? Thì bạn đó nói là không hợp nhau thì em cũng có mở lời vậy. Ngày ý của em là cũng muốn thay đổi cho nó phù hợp với nhau. Tại vì cái tuổi em cũng có thể lấy vợ được. Ba mẹ em cũng muốn là em có gia đình. Em cũng muốn thuyết phục bạn đó. Nhưng bạn đó thấy không có hợp nhau. Với bạn đó cũng còn nhỏ, còn mới 21 tuổi. Mà quen 3 năm rồi. Dạ, lúc 19 tuổi là trời em biết. Chia tay bao lâu rồi? Dạ, chia tay cũng hơn 1 năm, gần 2 năm rồi. Trời đất. Rồi giờ muốn tìm một cái người trong tương lai như thế nào? Thì em cũng muốn tìm một người cùng nhau thôi chứ không có yêu cầu cùng nhau gì. Là gì? Em ý nó là cùng nhau vượt qua như lúc khó khăn, có phúc cùng hưởng. Dạ. Có phúc cùng hưởng. Có quả, có quả thì sao ạ? À? Thì để có quả thì chạy. Wow. Có phúc cùng hưởng, có quả của mình em cũng được. Rồi gì nữa? Dạ. Về ngoại hình có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì dễ nhìn là được. Em cũng muốn là giống như là có một người nào đó mình về với mẹ em, ba mẹ em giống như là để trả hiếu phụ với em. Dạ, con chỉ cần mẹ em cảm thấy vui, san sẻ với nhau. Mẹ em cũng thương em với là em cũng rất là thương mẹ em. Thì cũng qua chương trình muốn cảm ơn mẹ em. Cảm ơn mẹ em. Em cũng muốn là có một người bạn cùng sống với em trong khoảng đời còn lại. Nếu bạn đó tin tưởng em thì em không có làm cho bạn đó thất vọng. Coi như là giờ muốn kiếm con dâu về phụ báo hiếu với ba mẹ ha, sống lo lắng cho ba mẹ đúng không? Dạ, cũng không phải là làm dâu mà là tới lui hoặc là chỉ cần trao đổi qua điện thoại hoặc Zalo cũng được. Cũng muốn cho mẹ em yên cảm lòng. Thấy mát lòng. Dạ, yên giờ lòng. Là phải yên bề gia thất cho ba mẹ yên lòng đúng không? Dạ. Có điều gì ở bạn nữ làm em không thích không? Giống như với gia đình bên em hoặc là bên bạn đó giống như đừng không thấy có thái độ là được. Cư xử với người lớn tuổi đúng không? Chị thấy đó đơn giản mà. Cô gái. Dạ. Cô gái đầy cá tính. Dạ. Bây giờ câu chuyện tình em cũng sao nè? Dạ, thì em có 2 mối tình trước đây. 2 mối tình? Dạ, mối tình đầu tiên của em là thời thanh xuân cấp 3. Cũng có một cái quá khứ rất là đẹp. Dạ, đúng rồi. Chia tay tại vì bạn này nói dối em rất nhiều lần. Em cũng không biết chắc chắn lúc đó là bạn đó nói dối về vấn đề gì. Nhưng mà chỉ biết là bạn đó nói dối mình thôi. Cái lần mà em giận nhất là lần đó em bị sốt và em cần bạn đó qua nhà ở bên cạnh em. Nhưng mà bạn đó lại viện cớ để không qua. Em không nhớ rõ cái lý do bạn đó nói là cái gì, nhưng mà chỉ cần bạn đó ở bên cạnh thôi, không cần phải chăm sóc. Tức là mình nhớ bạn đó quá rồi. Vậy mối tình nó kéo dài được bao nhiêu lâu? Chắc cũng được 1 năm thôi à. 1 năm đúng không? Dạ. Nhưng mà cũng có khoảng thời gian đẹp. Dạ, đẹp. Tại vì hồi xưa em là học sinh cá biệt và bạn này là học sinh giỏi xuất sắc của trường. Hồi xưa em là học sinh cá biệt. Em rất quậy á, em rất lì á. À, dạ. Lợm hả? Anh phát hiện được có những cái hình xăm nó rất là thú vị trên vai em là dạ. Gì vậy? Dạ, ngày sinh nhật của em. Còn cái tay? Cái này là chỉ trâu năm nổi thôi. À, chữ gì vậy? Dạ, promise. Lời hứa? Dạ. Cô gái là cá tính, gan dạ, học sinh cá biệt mà cua được một anh học giỏi xuất sắc. Dạ. Ghê vậy ta. Mối tình thứ hai nè. Mối tình thứ hai thì em mới chia tay đây. Cái lý do chia tay là tại vì em không có tình cảm với anh này. Ảnh làm cho mình nhiều cái quá. Ảnh cố gắng làm việc em để cho mà em yêu ảnh. Em đã có tình cảm với ảnh nhưng mà trong cái khoảng thời gian hơn 1 năm đó em vẫn không có chút gì gọi là mối tình cảm có lung lay đúng không?
Dạ, chỉ là cảm động thôi. Vậy là cho anh ấy cơ hội để mà thể hiện nhưng mà không lung lay được trái tim em. Dạ đúng rồi. Trong cái khoảng thời gian mà ổng đi hỗ trợ phòng chống dịch vừa qua thì hai đứa tự có khoảng cách với nhau. Lúc đó thì em cũng có nghĩ trong đầu là thôi mình không có tình cảm với người ta, mình cũng mong là người ta sẽ gặp được một cái người khác có thể có tình cảm với người ta hơn. Mà cái chuyện đó trong thời gian đó nó đã xảy ra và em rất mừng vì điều đó. Và bây giờ cái người đó rất là thương ông này chứ không có tệ như em lúc trước. Em cũng đỡ cắn rứt lương tâm. Dạ, nhưng mà mẫu người đàn ông lý tưởng em như thế nào? Em nghĩ là yêu thì yêu thôi, làm gì có lý do. Yêu thì yêu thôi, làm gì có lý do. Nhưng mà cái ấn tượng với em là một người đàn ông toát ra một cái vẻ ngầu của một người có hoạt động thể chất. À, phải có thể thao đúng không? Dạ, chính xác. Tại vì nó nè, có sự nghiệp ổn định liền, cái chắc rồi. Với lại tử tế với tất cả mọi người, đối xử đặc biệt với em. Dạ, tử tế với mọi người mà đặc biệt với em thôi nha. Còn ai cũng đặc biệt là cũng hơi mệt á. Tôi là ghét mấy người đàn ông mà gặp ai cũng đặc biệt. Dạ, lăng đều là tôi ghét. Chắc chắn là phải tử tế với mọi người. Tử tế với mọi người và tử tế với em hơn. Dạ, chính xác. Sao? À gì nè? Tính em cũng rất là mở. Thì em thỉnh thoảng em cũng hay đi bar một mình á. Khi mà rảnh rỗi em thích đi quẩy. Dạ không, em đi chill thôi. Đi chill, vô bar chill. Dạ. Lúc đó thức uống mình là gì? Dạ, rượu. What? Rượu à? Wow, thì tủ lượng của em thì... Hai chàng trai bên này đang cười và đang thở ra. Rượu à? Cocktail nữa. Tủ lượng của em thì khoảng được bao nhiêu ly, hay là đơn vị tính bằng ly hay bằng chai à? Dạ rượu thì ít thôi, tầm khoảng 1-2 ly thôi là nhâm nhi thôi. Cái đó mình nhâm nhi. Còn cocktail thì thường mấy anh bartender sẽ pha cho em là tầm khoảng 70 độ ethanol hay sao đó. Rồi bây giờ chị hỏi hai chàng trai nè. Bên kia thì Vi á, là nãy chị có qua địa sơ rồi, là một cô gái nãy giờ nghe cô chia sẻ là cũng hơi cá tính và có một vài nhiều hình xăm nhỏ trên người. Em có suy nghĩ như thế nào? Không có bích lưng là... Bích thì không có bích đâu, chỉ rải rác nhỏ giọt thôi. Nhưng mà rủi đưa về nhà mẹ không chịu sao? Ba mẹ em cũng ở trên Sài Gòn lâu cho nên rất là thoải mái. Và do cái tình cảm, cái ứng xử thôi. Còn em, chàng trai ghế xanh? Đối với một người phụ nữ nhiều hình xăm thì câu hỏi này đối với em là hơi khó. Tại vì người em nó hơi khuôn khổ một chút xíu. Nó khuôn khổ với em thôi, không phải là với người khác. Không phải là em chậm tiến bộ hay là không hiện đại gì cả, nhưng mà theo em mỗi hình xăm thì đều có một giá trị và đều có một kỷ niệm riêng. Đến bây giờ em vẫn không hiểu tại sao là mình lại không thích hình xăm như vậy, mặc dù là hình xăm rất nhỏ. Không thích chứ không phải là ghét. Không thích chứ không phải là ghét. Ok, rồi bây giờ tình trường của em là như thế nào? Em đã trải qua hai mối tình, một mối tình đơn phương 5 năm đại học, một cô bạn cùng khóa, và một mối tình chính thức 2 năm. Trong ngày kỷ niệm hai đứa quen nhau thì... Là đang nói mối nào? Là mối tình thứ hai. Mối thứ hai, rồi. Bạn ấy có việc ở gia đình thì phải về quê. Trong khoảng thời gian suốt mấy tháng không gặp nhau thì hai đứa xảy ra mâu thuẫn, không tìm được tiếng nói chung nữa, cho nên là quyết định tôn trọng nhau dừng lại. Xa mặt cách lòng. Dạ đúng rồi. Xa nhau thì ít nhắn tin, ít gọi điện với nhau. Người này hiểu nhầm người kia, rồi đâm ra thì không có giải quyết được với nhau nữa. Chia tay bao lâu rồi? Hơn 1 năm rồi. Hơn 1 năm. Nhưng mà đó là em đang kể cái mối tình thứ hai. Còn cái mối tình đầu mà 5 năm đó, đơn phương, nó cũng dài mà. Em có chia sẻ là điểm yếu của em là em rất là sợ gái. Em rất là nhát gái. Tại vì em không thể hiện được tình cảm cũng như là không biết cô gái như thế nào cả. Người ta bảo là phụ nữ thì hay yêu bằng tay, em không thể là làm được điều đó được. Good boy là chỉ làm cho bạn cảm động, còn bad boy thì làm cho bạn vui. Nhưng mà em thì cứ dành tình cảm cho người ta, cứ quan sát người ta như thế. Mình cảm thấy mình đang tạo rào cản, cũng như là đang làm phiền cuộc sống người ta. Mình tự dừng lại cho mình, unfollow cũng như là hủy kết bạn hết để tìm một mối quan hệ mới. Đó là mối quan hệ thứ hai. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Nói lớn lên cho hai cô bên kia nghe nè. Mẫu người lý tưởng của em thì không cần phải quá xinh. Cô gái có tấm lòng nhân hậu. Tại vì em rất là thích đi làm việc thiện. Hình mẫu của em là giống như là Ninh Dương Lan Ngọc vậy. Tại em thích người phụ nữ da trắng. Thích gì phụ nữ da trắng? Dạ. Cao thấp mập ốm? Cao thì tầm 1m58 hoặc 1m6 cũng được. Cân nặng bao nhiêu à? Muốn cân nặng nhiêu có luôn á. Tầm 40-50. Có gì cái điều gì ở người phụ nữ mà em không thích? Hay lớn tiếng, cũng như là người phụ nữ mà có cái tính mà hay hay làm chủ mọi cuộc chơi, một cuộc nói chuyện hay là một cuộc chơi cả. Tại vì em không có chịu làm chủ rồi người ta phải làm chủ thôi. Không, em là con người rất nóng tính, mà một khi em đã nhịn rồi thì bạn đấy, một là im lặng, hai là em nói một lời, người ta nói một lời nữa thì cảm giác hai người nó không có tiếng nói chung nữa chị. Em thích giản dị, nét giản dị. Nhưng mà em có phải là người chủ động trong tình yêu không?
Em là người chủ động tình yêu. Những ngày lễ thì em hay đều tặng quà, hay là ngày thường cũng tặng quà nữa. Tại em rất là thích lãng mạn. Rồi đến em đó. Từ nãy giờ em có lắng nghe anh chia sẻ thì em thấy anh này có một chút khá là nội tâm. Anh bảo là anh thích một cô gái như Ninh Dương Lan Ngọc. Thì em cũng nói với anh là ngoại hình nó không quyết định được tình yêu, mà hai trái tim nó sẽ rung động với nhau. Ngoại hình thì mình có thể già đi, mập thì mình có thể ốm xuống, mà ốm thì có thể mập lên. Chỉ có cái chân thành á thì nó mới là làm cho hai trái tim nó có thể. Theo anh là nhìn một cái anh chiều hướng. Anh thích da trắng. Anh có một cái đặc điểm làm em hồi nãy em rất ấn tượng, đó là anh hát rất là hay. À. Em cũng nấu ăn rất là ngon. Wow. Và em chăm sóc người yêu cũng rất là gọi là perfect. Oh, ghê. Có thể là các cô gái trên thế giới này em không đẹp bằng, nhưng mà khi chăm sóc anh, em có thể giống như một nàng tiên Diệu Hiền. Nàng tiên Diệu Hiền. Wow. Thôi hay quá, bây giờ cho chị biết một chút tình trường của em trước đây đi nè. Em thì trải qua 4 mối tình, 2 mối tình hồi đi học và 2 mối tình lúc đi làm. Mối tình hồi đi học thì có một mối tình là 4 năm. Trước đây là gia đình em rất là giàu, sau đó là gặp biến cố và gia đình em phá sản. Thì khi mà phá sản xong thì em phải ra đường em bươn chải. Và lúc đó là công việc đầu tiên của em là em đi rửa ly trà sữa. Rửa ly hồi đó là ly nhựa. Em rửa là tay em nó nứt hết máu luôn. Nó khô rát giống như tay đàn ông vậy đó. Thì khi mà đi siêu thị á, đông quá em sợ lạc mất bạn, thì em mới cầm tay bạn kéo lại. Thì bạn cầm tay em quăng ra như thế này. Đó là một cái chuyện mà em nhớ mãi, không bao giờ em quên. Lần cuối cùng mà em chia tay bạn đó là ngày hôm đó. Thì em được đi làm về sớm, bạn không biết. Em mới đi siêu thị chơi thì vô tình em thấy một cái bạn nam nhìn rất là giống người yêu của em. Mà bạn này có một cái đặc điểm là chỉ mặc cái áo đó trong những cái việc quan trọng, và mặc cái áo đó đi với một người cô gái khác. Em thấy em đến vỗ vai, em bảo là tại sao anh bảo với em là anh đi với bố mẹ mà bây giờ anh lại đi với người khác như vậy. Xong lúc đó em chỉ nói như vậy thôi, sau em quay lưng và em đi luôn, em không nói gì nữa. Thì về bạn có nhắn tin cho em giống như kiểu là muốn níu kéo, nhưng bạn không nói ra là anh xin lỗi hay gì cả. Thì em cũng chỉ nhắn tin là ừ vậy thôi, xong rồi từ từ em im lặng và từ từ em ra đi. Từ khi mà gia đình em bị chuyện như vậy, em đều là tự lo cho bản thân mình hết. Bố mẹ em hoàn toàn là không có hỗ trợ em nhiều. Tình sau này có mối nào tình thứ hai là do là cái bóng của người cũ nó quá lớn, em cảm thấy tội cho người ta, nên thành ra em để cho người ta đi tìm một người mới phù hợp với người ta hơn. Cái mối tình cuối cùng vừa rồi cách đây 1.5 năm, người đó cũng có hỏi cưới em, nhưng mà do em thấy anh này có vẻ hời hợt, tức là anh chỉ giống như kiểu là cưới theo cái sắp đặt bố của mẹ muốn, bố mẹ mong muốn là anh lấy vợ, tại vì anh từng có gia đình và đổ vỡ. Nhưng khi mà em đi du lịch với anh thì em cảm thấy là anh này anh không có yêu mình, mà anh chỉ lấy để lấp đầy cái chỗ trống của vợ cũ của anh thôi. Nên em quyết định là dừng luôn và tập trung là đi làm. Em muốn tìm một người như thế nào? Em chỉ cần một bạn nam là hiểu chuyện, sạch sẽ một chút, biết nấu ăn một chút thì càng tốt. Còn lại mọi thứ kia thì để từ từ tìm hiểu sau. Bây giờ mình phải hỏi ý kiến người thân đi. Nay người thân đông nè. Nay người thân đông lắm. Chào em gái, một cái ưu tiên cho em gái một mình trước Đạt. Dạ, đó, em, hai chị em chào chị, em chào anh Đạt. Em là người thân của Ngân ạ. Em quan sát hai bạn nam bên này ấy, thì mỗi bạn đều có một cái ưu điểm riêng ấy, căn cứ theo cái sở thích. Căn cứ luôn ghê vậy. Em thấy là cái bạn An ấy là bạn ấy sẽ phù hợp với Ngân hơn. Tính Ngân thì rất là tốt bụng và kiểu đáng yêu, nhưng mà bạn ấy cũng hơi cọc tính ấy. Còn cái lựa chọn cuối cùng thì vẫn là ở em của em ạ. Coi như là em ngồi ở dưới là em thấy là thằng An ghế đỏ là sẽ hợp với bạn của em hơn. Dạ vâng ạ. Hy vọng hôm nay bạn em sẽ tìm được một người như ý nguyện ha. Rồi cảm ơn em. Qua tới bên họ nhà trai bên đây nha. Rồi chào em. Dạ em chào chị Tường và anh Đạt ạ. Em là Thảo, em là chị bạn của Tính, là của chàng Tính. Trai mà ngồi ghế xanh. Đây ghế xanh. Dạ rồi. Mà có làm trong công ty không? Dạ có. À trong công ty luôn, là đại diện người trong công ty phải không? Dạ đúng. Dạ. Rồi. Bạn nhút nhát vậy thôi chứ ở ngoài bạn rất là sôi nổi, rất là nhiệt tình, nhiệt huyết. Bạn có cái tính chất nghệ sĩ rất là nhiều, cho nên là chị thấy Tính hai bạn gái này cũng rất là xinh đẹp dễ thương, nhưng mà đặc biệt là cái bạn ghế xanh rất là phù hợp với em luôn. Em thiếu cái gì là bạn ấy lắp vô cái đó y chang luôn, rất là fit. Ví dụ như là em nấu ăn không tốt, không ngon thì bạn chăm sóc và nấu ăn rất là ok nha. Có thể là hai đứa nếu mà chọn về với nhau thì em đàn và bạn hát, hai đứa hát song ca rất là hay. Tại vì hai bạn có tính chất nghệ sĩ rất là nhiều, rất là ok. Cá tính của bạn ghế xanh ở bên này á sẽ bổ trợ cho em rất là nhiều về cái năng lượng.
rất là tích cực, bạn ấy rất là sôi nổi, tích cực và cái nội tâm của bạn ấy rất là mạnh. Chị nghĩ là cái bạn ghế xanh rất là phù hợp với em, thì hai em nên cho nhau cơ hội ha. Wow. Yeah. Em tên Chính, em là bạn thân của bạn An, ngồi ghế đỏ. Hai bạn nữ bên đây thì theo em nhận xét thì rất là xinh và ai cũng mang theo trong mình một cái hướng tích cực á. Theo như em nghĩ thì gu của bạn An á hơi ngoài hình tí, bạn ghế đỏ sẽ hợp với bạn An hơn. Em chơi với An cũng 9-10 năm rồi, chơi cũng lâu rồi, bốn đứa bạn thân lận, hai đứa có vợ chồng hai con hết rồi, còn đứa mới cưới hôm qua. Còn mình bạn An thôi. An thôi hả? À, cố lên nha An. Rồi là, cảm ơn em luôn. Ở vị trí ghế đỏ phù hợp hơn là ý kiến người thân. Còn bây giờ còn chần chờ gì nữa vậy chị? Ta sẽ mở cửa trái tim mở cho các cặp đôi. Trái tim tôi phát hiện đang mắc kiến vô liền nha. Phải coi coi ai ngon. Từng anh một. Wow. Cảm ơn anh. Cu te dễ sợ không? Dạ, em cảm ơn. Wow, quá dễ thương. Dễ thương quá. Hai chàng trai ai cũng lịch lãm. Cái này tặng quà rồi mình nói chuyện đi chứ. Chào hai bạn. Dạ. Chào bạn Vi. Chào hai em. Chào hai em. Chào bạn Vi với lại bạn Ngân. Dạ, chào anh. Dạ, nãy cũng có nghe hai bạn chia sẻ, kêu bạn đi ha. Hai em. Dạ hai em, nãy cũng nghe chia sẻ của hai em, thấy cũng giống giống nhau. Ví dụ như bạn nấu ăn thì đây cũng biết nấu ăn, còn bên đây thì thích đút cocktail thì bên đây cũng biết pha cocktail. Wow, ghê ghê ghê. Tôi nghĩ là lần đầu tiên tham gia chương trình cũng chứ tính quay lại đây lần nữa hả? Dạ cũng mong là lần cuối cùng, tình yêu thì cũng mong là lần này là lần mớm duyên đúng cuối. Không? Dạ lần cuối. Cảm xúc của em khi mà nhìn thấy hai bạn nữ hôm nay như thế nào? Hai bạn thì cũng rất là dễ thương. Rồi em. Đầu tiên khi cánh màn mở ra thì em rất là ngạc nhiên tại hai bạn nữ rất là xinh ạ. Mình muốn hỏi bạn ghế xanh chút xíu là bạn nghĩ thế nào về một người đàn ông kinh doanh thất bại, vừa kinh doanh thất bại hoặc là bây giờ chưa có gì trong tay cả? Em thấy điều đó rất là bình thường, tại vì trong cuộc sống này á, ai cũng phải có lúc thất bại thì mới có thành công được. Tại vì bố mẹ em cũng vậy, bố mẹ em cũng làm kinh doanh rất là lớn xong sau đó cũng đổ bể hết, và em đã trải qua rất là nhiều những cung bậc cảm xúc của gia đình. Nhưng mà em lấy cái đó làm động lực để sau này khi mà em có gia đình á, em sẽ biết cân đối và em sẽ biết làm cách nào để gia đình mình không tan vỡ. Nhìn em rất là tràn đầy năng lượng, tại vì em thấy nụ cười của bạn ấy lúc nào cũng nở. Lỡ mà anh có xỉn là em làm cho anh cười anh hết xỉn luôn. Anh thì lâu lâu mới xỉn thôi. Ủa ta xỉn rồi mà em làm gì được cho người ta hết xỉn vậy em? Cái đó là bí mật. Cái đó là bí mật. À, hôm nay mình sẽ bàn một chút xíu về cái chủ đề về người đàn ông gia trưởng đi ha, được không? Rồi hai bạn gái mình nói trước đi. Dạ em có thể cho chị Ngân bắt đầu trước được không chị? Ngân, mình chủ động đi Ngân. Dạ nói chung là em thấy đàn ông gia trưởng nó cũng không có quá gì, có xấu gì hết cả. Đó là một cái rất là tốt khi mà người ta có gia đình. Tại vì khi mà về gia đình, người như thế người ta sẽ quản lý gia đình tốt hơn. Là một cái người ta èo uột và người ta không có dứt khoát. Có thể nếu mà anh đó anh gia trưởng nhiều khi cái nhiều cái anh khó quá thì người phụ nữ người ta có thể dùng những cái từ khéo léo người ta góp ý sẽ làm cho không khí gia đình trở nên tốt hơn. Tại vì đàn ông gia trưởng người ta sẽ rất là nề nếp trong việc dạy con cái nè, nhà cửa gọn gàng nè, tiền bạc chi tiêu người ta sẽ có cách để người ta mà quản lý chi tiêu nó sẽ không bị hao hụt. Bố em cũng có chút gia trưởng em mới được như ngày hôm nay. À hay, một ý kiến của bạn trẻ nhưng mà rất đặc biệt đúng không quý vị? Thường cứ nghe gia trưởng là ai cũng sợ, ai cũng né, nhưng mà đây đúng là một cái suy nghĩ tích cực. Còn em? Còn em thì thiệt ra thì với cái tính của em không thích người gia trưởng thôi. Nhưng mà thật sự ra em vẫn thích một người có tính kỷ luật cao để kìm hãm lại được cái con thú của em. Trời ơi, con thú của em. Tại vì nhà em cũng rất là khó, nhưng mà em vẫn còn cởi mở, cái tính rất là easy going như vậy. Thì nếu như mà không có một người nào tính kỷ luật thì sẽ không có kìm nổi. Em cũng không có kìm nổi em luôn. Dạ, thì ra em cũng không có cách nhìn xấu về đàn ông gia trưởng. Chồng thứ hai của mẹ em là cha dượng, tính rất là gia trưởng nhưng mà vì yêu mẹ nên là có một chút thay đổi, có một chút nhẹ nhàng. Mặc dù là mẹ em rất là bướng, mẹ em không có khéo léo trong cái cách giao tiếp với chồng, với gia đình, với người ngoài, nhưng mà Dượng đã chấp nhận những cái tính đó của mẹ em và thay đổi để hòa hợp hơn. Dạ. Rồi tới hai chàng trai. Em không có gia trưởng gì mấy, em chỉ có da đen. Em chỉ có da đen.
Em nghĩ sao cô gái hay bạn gái của mình là quá cá tính, quá mạnh mẽ? Bây giờ phụ nữ đa số đều mạnh mẽ, kể cả chị cũng thấy, em thấy chị mạnh mẽ. Thì chị là cá thể đặc biệt rồi, bàn chi nữa, ế hoài nè, ế giảng bền. Mạnh mẽ thì càng càng tốt, có thể bảo vệ được cho người yêu mình. Dạ không, cái bảo vệ để em. Ghê. Còn em trầm tư đó. Trầm tư quá, quá à cưng. Sau khi mở cửa trái tim xong, em có vẻ ngồi trầm tư quá vậy. Em đang suy nghĩ về bạn nữ. Bạn nữ nào à? Rồi suy nghĩ gì nói bạn đi em. Vì em thấy bạn ấy là một người rất mạnh mẽ. Cái quan điểm sống của bạn ấy thì em thấy trong gia đình thì nếu như sau này thì rất là tốt, nuôi dạy con cái cũng tốt và chăm lo là cuộc sống gia đình cũng tốt nữa. Em cũng vừa chia sẻ em là một người hơi khó chịu chút xíu và rất nóng tính, nhưng mà em có thể chiều theo ý của bạn nữ. Nói chung là gu em vẫn là cái gu có vẻ hơi truyền thống một xíu. Dạ, phù hợp với em hơn đúng không? Dạ. Rồi thì mình trò chuyện như vậy để mình có thể hiểu được nhau một chút, nhưng mà bây giờ mới phần quan trọng cho các bạn sẽ cảm xúc, đó thử cảm xúc với nhau. Bây giờ thì các bạn trai hãy chủ động đi cho những mình có thể trai. Qua xin nắm tay các bạn nữ, mình có quyền thử cả hai tiếp cận hoặc là một, tùy mình cơ. Mời hội em. Tiếp cận tiến qua bển đi em. Em hơi anh em định giới thiệu lúc nãy thì em cũng có chuẩn bị trước. Dạ cũng rất lâu rồi, nhưng mà có nghĩa là trời mạnh vậy. Dạ là có nghĩa là chuẩn bị cho vợ em, vợ tương lai của em, cũng mong là hôm nay hoặc là mai sau thì có thể gặp được một phần nữa của em. Hôm nay em đem theo là gì? Em muốn thể hiện sự nghiêm túc của em. Wow, anh thấy em quá nghiêm túc luôn rồi đó. Bạn thấy thế nào? Ý là bạn thấy sự nghiêm túc của mình như thế nào? Chị có thấy nghiêm túc không chị? Có. Dạ, em cũng nghĩ là anh nghiêm túc. Vậy thì chị em xin lỗi xíu. Có không, cũng... có nghĩa là đây là cho vợ cho tương lai thôi, chứ không phải là liền hoặc là nhanh hoặc ngay bây giờ. Dạ, ý là... Dạ, em hiểu. Dạ thì em cũng không biết phải nói sao, nhưng mà thiệt ra thì như hồi nãy em hơi rung hay sao, mình bắt tay cái đi cho nó bớt rung. Đứng lên đi, đứng lên, nắm tay nè, nắm tay rồi nói gì. Đấy, anh cầm mình cho. Không, mình cầm gì đi cho nó tình cảm. Ôi trời. Tại thấy bạn lạnh quá, bớt rung chưa? Cũng đỡ đỡ một xíu. Không, gì chắc được chứ, dạ, thấy bạn hơi ngại hơn. Em thì em cũng đang trong quá trình hoàn thiện bản thân và cũng đang tìm cho mình một nửa phù hợp với em. Tại vì em biết tính em thật sự ra là nếu như ai chấp nhận được tính em đó là một thử thách của người đó luôn á. Nãy giờ cũng ai cũng thấy cái cảm xúc của em vậy đó. Anh cũng rung đâu có khác gì em đâu. Thì cũng rung, thấy dạ. Em nghe em kể anh còn rung hơn. Không biết anh có lẫn chuột đó không? Trời, chuột quá nhưng mà phải dí theo nó để đập đập đập. Cũng dạ. Có thể có cơ hội làm được. Xong chưa? Dạ rồi. Ở ông ấy về đi cưng. Trời ơi, đem theo rồi để mà để khẳng định rằng là mình là đúng tốt. Người là mình sẽ tặng luôn à, chứ không phải là đem theo để ép người ta tặng ngay bây giờ. Bây giờ thì mới quá, ai đâu mà dám đeo, đúng không? Nhưng mà người ta đem theo để chứng minh là người ta đã nghiêm túc. Rồi tới phiên em, mời em. Thêm chút xíu được không? Dạ. Anh nắm tay em chút xíu được không? À dạ được. Em rất là cảm ơn anh vì lời khen anh dành cho em hồi nãy. Anh khen em lúc nào? Dạ, khôi khen hai bạn nữ đều xinh á thì em sẽ trả lời một khen. Dạ. Em rất xinh, em rất xinh. Dạ, em cảm ơn anh. Đây rồi. Chưa kịp nhau gì luôn. Anh thấy như thế nào? Không giống như những gì anh tưởng tượng. Anh tưởng tượng gì? Về ngoại hình, còn về tính cách thì đối với anh thì quá tuyệt vời. Cảm ơn em. À, em có một cái món quà này, tại vì em làm vội nó không có được đẹp, nhưng mà em muốn anh thử xem rất là tấm lòng của em. Wow, rất ngon ạ. Cảm ơn em. Nhiệm vụ còn lại là của em đó. À rồi, khoảnh khắc quyết định đúng không chị? Bây giờ là các bạn ơi, hãy đặt tay vào cái nút bấm bên cạnh cái ghế của mình. Chúng ta đã thử cảm xúc trò chuyện với nhau nãy giờ rồi. Mỗi người đến tham gia chương trình đều có hai cơ hội như nhau. Mình được quyền bấm màu xanh hoặc màu đỏ. Nếu mình thích cái người nào ngồi ở chiếc ghế màu nào thì mình bấm. Ý kiến người thân, ý kiến của MC cũng chỉ là nghe để mà gọi là tham khảo thôi. Hãy làm theo những cái gì trái tim mình đang mách bảo, lý trí mình đang mách bảo. Và bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Mời các bạn đặt tay nút bấm của mình, hướng mặt ra trước, nhắm mắt lại đi.
và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Và bây giờ các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5. Đàn ông gia trưởng nó cũng không có quá gì, có xấu gì hết cả. Đó là một cái rất là tốt khi mà người ta có gia đình. Tại vì khi mà về gia đình, người như thế người ta sẽ quản lý gia đình tốt hơn. Cái quan điểm sống của bạn ấy thì em thấy trong gia đình thì nếu như sau này thì rất là tốt. Nuôi dạy con cái cũng tốt và cho nên là cuộc sống gia đình cũng tốt nữa. Em cũng vừa chia sẻ em là một người hơi khó chịu xíu và rất nóng tính, nhưng mà em có thể chiều theo ý của bạn nữ. 4. Em nghĩ sao khi một cô gái hay bạn gái của mình là quá cá tính, quá mạnh mẽ? Bây giờ phụ nữ đa số đều mạnh mẽ. Mạnh mẽ thì càng tốt. Có thể bảo vệ được cho người yêu mình. Dạ không, cái bảo vệ để em. Ghê. 3. Hai. Một. Và bấm. Hết thời gian. Oh yeah. Và chúng ta có được một cặp. Bình thường là chị sẽ phỏng vấn những người không bấm trước, hôm nay chị sẽ phỏng vấn em trước. Sao em bấm chậm vậy? Em định không bấm? Dạ không, em không tìm thấy cái nút ạ. Không tìm thấy cái nút? Có chắc không? Dạ có. Còn em, tại sao em lại không bấm? Em nghĩ là em sẽ bấm lúc nãy, nhưng mà em nghĩ là nếu bạn còn đi học, bạn cũng còn nhỏ, với lại bạn cũng còn muốn vui hơn. Còn nãy em có chia sẻ là em cũng muốn lập gia đình. Dạ, bạn còn muốn thể hiện, bạn còn muốn vui hơn, có đi sâu xa hơn nữa thì sợ sẽ mất cái tuổi thanh xuân của bạn. Có phải vậy không em? Vì vậy mà em cũng không bấm đúng không? Dạ đúng rồi. Với lại em cũng không có muốn anh này giống như cái người cũ mà em vừa mới. Giống là giống sao? Tại vì em cũng chia tay anh này, tại vì là em cảm thấy em không được tự do quá nhiều trong cái Rồi, cảm ơn các bạn. Mời các bạn ra phía trước. Chị nghĩ rằng đây là một cặp đôi rất là xứng, nó rất là đẹp. Đúng không quý vị? Còn các bạn còn lại, cả em cũng như là Vi, các bạn tất cả đều đến với chương trình rất là nghiêm túc. Tuy nhiên, tình duyên là một cái gì đó rất là khó nói. Hôm nay mặc dù mình không có được như mình mong muốn, nhưng mà cũng cảm ơn em đến với chương trình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Kính thưa quý vị, và chương trình hôm nay sẽ dành tặng cho hai bạn một phần quà nhỏ. Đó là một gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Và xin gửi tặng cho mỗi bạn một phần sản phẩm, đó chính là cốt bún riêu của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không có chứa chất bảo quản. Gửi tặng em rồi nha. Đây tặng cho em. Đây gửi tặng em. Vẫn nắm tay nha. Cảm ơn anh. Đối với cặp đôi không thành công, các bạn cũng đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn phần quà là gói Ruby của ứng dụng Speak Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện, sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, các bạn cũng được tư vấn bởi ông Mai và mối rất là duyên dáng nha. Hãy đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy cập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download và tham gia. Cộng đồng Speak Couple đang có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.